Vâng, em xin kính chào anh chị ạ. Và bây giờ đã là 9h20 rồi ạ. Và do thời lượng của sự kiện có hạn, em sẽ không để anh chị phải chờ lâu hơn nữa. Em xin chính thức được bắt đầu buổi hội thảo trực tuyến, tinh gọn chuyển đổi, thổi bừng hiệu suất. Và lời đầu tiên em xin phép được gửi lời chào tới toàn thể quý anh chị đang có mặt trong buổi hội thảo ngày hôm nay ạ. Em xin tự giới thiệu em là Phương Linh và em sẽ đồng hành cùng anh chị trong vai trò MC trong suốt buổi hội thảo này ạ. Kính thưa anh chị, rất nhiều doanh nghiệp thì đã sớm tận dụng sức mạnh công nghệ để bứt phá trong bối cảnh cạnh tranh của nền kinh tế. Và vì vậy thì để rút ngắn khoảng cách hiện tại thì chúng ta cần tập trung vào những giải pháp để có thể nâng cao được trải nghiệm khách hàng, tăng cường hiệu suất làm việc của bộ phận nhân sự và giải pháp bảo mật hiện đại để có thể bảo vệ tài sản dữ liệu kinh doanh. Và tại buổi hội thảo ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng mà trao đổi về các giải pháp công nghệ toàn diện và cơ bản nhất để giúp doanh nghiệp đổi mới quy trình làm việc mà không cần tiêu tốn quá nhiều chi phí đầu tư và các chuyên gia của Novensic thì cũng sẽ chia sẻ tới quý anh chị về những cách thức để tăng độ uy tín khi tiếp cận khách hàng bằng hệ thống email hiện tại, các phương pháp hay nhất để phối hợp nhân sự nhằm nâng cao hiệu suất công việc và quan trọng hơn là giải pháp tăng cường bảo mật cho hoạt động kinh doanh trước các mối đe dọa ngày càng tinh vi. Và tất cả những tính năng này thì đều đã được tích hợp trên một ứng dụng sẵn sàng. Và đồng hành cùng chúng ta trong hội thảo ngày hôm nay, em xin phép được giới thiệu ba vị diễn giả của chương trình ạ. Đầu tiên em xin phép giới thiệu anh Lâm Tiến, Pre-sale tại Noventic ạ. Dạ, em chào mọi người. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Tiếp theo em xin phép được giới thiệu anh Ninh Hà, Modern Workplace Technical Specialist tại Noventic ạ. Dạ vâng em xin chào các anh chị có mặt trong buổi webinar ngày hôm nay ạ. Dạ vâng ạ và cuối cùng em xin phép được giới thiệu chị Minh Phạm Account Manager tại Novantix. Dạ yeah. <laughs> em chào mọi người ạ. Vâng em cảm ơn các diễn giả ạ. Và thưa anh chị buổi hội thảo ngày hôm nay thì sẽ gồm có 5 phần nội dung chính như sau ạ. Thứ nhất là về xu hướng và thách thức trong môi trường làm việc chuyển đổi số. Thứ hai là hiện đại hóa phương thức làm việc đơn giản, tinh gọn với Microsoft 365. Và sau khi đã đi qua các nội dung chính thì chúng ta sẽ đến với phần demo thực tế giải pháp tiếp theo là những ví dụ thành công trong thực tế và cuối cùng là chúng ta sẽ có phần hỏi đáp thảo luận và lucky draw em rất mong là anh chị có thể ở lại cùng chương trình đến cuối để chúng ta có thể tham dự được hết các phần của hội thảo ạ và trước khi đi vào phần thảo luận chủ đề đầu tiên của chương trình thì em cũng xin phép có một vài lưu ý tới anh chị như sau ạ đầu tiên là trong suốt quá trình tham dự hội thảo thì nếu anh chị có bất kỳ câu hỏi nào thì anh chị có thể gửi lại câu hỏi của mình ở trong phần box chat để chương trình sẽ giải đáp cho anh chị ạ Thứ hai là chúng ta sẽ có một phần lucky draw diễn ra ở cuối chương trình với ba phần quà như sau. Phần quà thứ nhất là bộ chia hấp Ugreen USB 3.0 4 cổng. Phần quà thứ hai là túi chống sốc Tomtoc. Phần quà thứ ba là loa Bluetooth Sony Extra Bass sẽ dành cho ba vị khách tham dự may mắn nhất trong ngày hôm nay ạ. Và cuối cùng là trong suốt chương trình thì ban tổ chức cũng sẽ để lại một link form khảo sát ở phần box chat và anh chị vui lòng là điền form khảo sát của chương trình chính cái thông tin email mà anh chị hoàn thành trong khảo sát thì sẽ được ban tổ chức tổng hợp lại cho phần lucky draw. Thì anh chị như anh chị đã biết đơn vị tổ chức buổi hội thảo hôm nay là công ty Noventic. thì vào năm 1993 Noventic đã được thành lập như một doanh nghiệp địa phương chuyên về các loại giấy phép phần mềm nhằm mục đích tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. và năm 1995 thì đánh dấu cột mốc hợp tác với những công ty công nghệ lớn như Microsoft sau đó thì Novanix mở rộng hợp tác với hơn 500 đối tác trên toàn thế giới và hiện tại thì Novanix đang có trụ sở chính tại London, Anh và vào năm 2008 Novanix mở rộng sang thị trường châu Á và trụ sở Việt Nam được thành lập. đến nay thì Novanix đã phát triển thị trường Việt Nam được hơn 15 năm và hiện tại công ty cũng đã có trụ sở ở hơn 60 quốc gia, 100 thành phố trên khắp thế giới với quy mô là 5.700 nhân viên. Novencix thì chuyên cung cấp các dịch vụ về chuyển đổi số cũng như là an ninh mạng cho doanh nghiệp với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Novencix là một trong những đối tác chiến lược hàng đầu của Microsoft và Novencix thì cũng nhận được rất nhiều giải thưởng và chứng nhận của Microsoft, trong đó thì có chứng nhận Microsoft Solution Partner, chứng nhận MS Partner, Azure Expert, MSP và Novantic là một trong số ít các đơn vị đang là thành viên của tổ chức Microsoft Intelligence Security Association, là một tổ chức bảo mật toàn cầu của MS. Và về giải thưởng, Novantic cũng đã đạt được rất nhiều giải thưởng của Microsoft trong những năm vừa qua. Gần đây nhất năm 2023, Novantic lại được vinh danh với giải thưởng Partner of the Year trong danh mục Modern Work and Security. Và đây cũng là minh chứng trong năng lực chuyển đổi chuyên môn về chuyển đổi số thành công. Hy vọng là trong thời gian tới thì sẽ tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của quý doanh nghiệp để Novantic có thể hỗ trợ và đồng hành trong các dự án chuyển đổi số sắp tới. Và để có được sự phát triển như ngày hôm nay, Novantic tự hào có một đội ngũ lãnh đạo luôn đồng hành, đầy kinh nghiệm và tài năng, luôn đặt tiêu chí chất lượng và sự đổi mới lên hàng đầu. Đầu tiên đó chính là ông Ilya Azikanov, Chủ tịch khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Novantic. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ thông tin, ông Ilya là một nhà lãnh đạo đầy năng động và ông đã xây dựng và phát triển các đội ngũ hiệu quả và tạo ra sự tăng trưởng nhanh chóng trong kinh doanh. đặc biệt là ông đã giúp Novantix đạt được sự tăng trưởng nhanh nhất về Microsoft Cloud ở khu vực APAC trong hai năm qua. Tiếp theo là anh Quân Lê, giám đốc điều hành tại Novantix và với hồ sơ đầy thành tích ấn tượng trong việc hỗ trợ một loạt khách hàng, bao gồm các doanh nghiệp lớn, các ngân hàng, công ty viễn thông và tổ chức chính phủ. Và không để anh chị chờ lâu thêm nữa thì ngay sau đây xin mời anh chị cùng bước vào chủ đề thảo luận đầu tiên của ngày hôm nay. Thưa anh chị, chuyển đổi số thì đang là xu hướng tất yếu của mọi quốc gia, tổ chức và doanh nghiệp trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Và việc tự động hóa các quy trình bằng giải pháp công nghệ thông minh sẽ giúp giảm thiểu các công việc thủ công, tạo sự thuận tiện cho nhân viên và trải nghiệm cho khách hàng. Và từ đó thì tiết kiệm chi phí và gia tăng lợi nhuận. Tuy nhiên thì việc chuyển đổi số môi trường làm việc của nhiều doanh nghiệp hiện nay còn gặp phải những khó khăn về chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng, khả năng thích ứng của đội ngũ nhân sự và chưa có giải pháp phù hợp với quy mô và tính chất của doanh nghiệp. Và để có thêm những thông tin về xu hướng chuyển đổi môi trường làm việc số cũng như là những thách thức mà doanh nghiệp đang gặp phải, xin mời anh chị cùng đến với phần trình bày của anh Lâm Tiến ạ. Xin mời anh ạ. Dạ yeah, rồi. Right. À, MC ơi, MC nghe cái âm thanh bên anh rõ, rõ không MC? Dạ em nghe rõ anh Tiến chưa ạ. Okay, mọi người cảm có ơn nghe MC. rõ không ạ? Mọi người có thể thả tim cho anh Tiến ạ. Dạ rồi, rồi cảm ơn mọi người. Dạ rồi, em xin chào mọi người ha. Thì um, lời đầu tiên, em cũng xin thay mặt công ty Novartis uh, gửi lời cảm ơn tới các anh chị đã dành cái thời gian để tham dự cái buổi uh, workshop bên em ngày hôm nay. Dạ, thì um, ở đây thì chắc cũng có nhiều anh chị cũng đã tham dự những cái buổi uh, workshop trước kia của bên uh, Novintis tổ chức thì chắc anh chị cũng uh, biết qua em rồi. Thì uh, hôm nay em cũng xin giới thiệu uh, nhanh về bản thân em một chút. À, thì uh, em tên là Lâm Hữu Tiến. Hiện tại em đang đảm nhận cái vai trò là Resale Specialist tại uh, công ty uh, Novintis Thì cái nhiệm vụ chính của em á, là tư vấn những cái giải pháp về modem quạt cũng như là những cái giải pháp về security đến những cái khách hàng tại Việt Nam của Noventis. Dạ. Thì thì trước khi mà mình nói về cái chủ đề chính của cái buổi ngày hôm nay á thì em cũng có có vài điều cũng chia sẻ với các anh chị ha. Anh chị chờ em xem cái màn hình của em cái. Dạ rồi, mọi người thấy cái màn hình chia sẻ của em chưa ạ? Vâng, đã thấy màn hình của anh Tiến rồi ạ. Mọi người có nhìn thấy không ạ? Mọi người có thể thả tin và like cho anh Tiến để anh Tiến biết để bắt đầu ạ. Dạ rồi, thì thì không biết là các anh chị cũng đã xem qua cái bài báo này chưa ạ? Cái bài báo này nó được viết vào cái ngày 8 tháng 10 năm 2023. à dạ thì uh, trong cái bài báo này uh, cái nội dung của nó uh, là theo cái tổng cục thống kê của Việt Nam mình đánh giá thì cái năng suất lao động của cái người Việt Nam mình uh, nó còn khá là thấp các anh chị nó khá là thấp thì uh, thì nó thấp như thế nào ha thì uh, như các anh chị thấy là ở đây ở đây thì uh, cái năng suất lao động của Việt Nam mình uh, của người Việt Nam mình năm 2022 á uh, uh, là đạt 20 hết 4.000 tỷ USD thì nó chỉ bằng 11,4% cái mức năng suất lao động của Singapore đó. và nó bằng 35,4% của Malaysia 64,8% của Thái Lan hay là 79, 79% của Indonesia và 94,5% so với Philippines và nó tương đương với cái năng suất lao động của Lào đó thì thì tuy nhiên á, cái này á, khi mà em em có cơ hội em làm việc với những cái người nước ngoài á thì khi mà em trao đổi á thì họ họ lại đánh giá cái người Việt Nam của mình á là như thế nào các anh chị thì họ họ đánh giá cái người Việt Nam mình là, là rất thông minh à, người Việt Nam mình rất thông minh và rất là siêng năng nữa nhưng mà hai cái yếu tố đó đó nó lại không giúp cho chúng ta rút ngắn được cái khoảng cách về năng suất lao động à, cái năng suất lao động của Việt Nam của mình như anh chị thì thấy thì nó nó còn khá là thấp so với các nước À, trong khu vực ha thì à, thì có nhiều người nói á, là cái này á, thì nó là tại vì cái à, lý do là cái kích thước nền kinh tế của Việt Nam của chúng ta nhỏ hơn những cái nước à, khác à, Tuy nhiên tuy nhiên thì thì cái này nó lại không giải thích được tại sao chúng ta lại thua cả Malaysia hay là Philippines những cái nước mà họ có cái nền kinh tế có cái kích thước nền kinh tế nó nó tương tự so với Việt Nam hoặc là uh, cái việc mà chúng ta cái năng suất lao động của chúng ta nó chỉ ngang bằng với lại bên uh, Lào thôi đó thì uh, thế thì với nhiều năm với nhiều năm uh, kinh nghiệm để mà tư vấn cái giải pháp công nghệ thông tin của mình đó, thì uh, em thấy một điều là là người Việt chúng ta có những cái hạn chế đó là chúng ta uh, có những cái hạn chế về cái việc mà tiếp cận công nghệ và áp dụng những cái giải pháp công nghệ nó rất là chậm các anh chị nó rất là chậm thì các anh chị có thể thấy một cái điều là khi mà chúng ta nói về công nghệ thì chúng ta sẽ nói về 4.0 chúng ta sẽ nói về chuyển đổi số nhưng mà các anh chị có thể để xem ở đây các anh chị em share các anh chị thì khi mà chúng ta nói về công nghệ thì chúng ta nói về 4.0 chúng ta nói về chuyển đổi số nhưng mà các anh chị có thể xem ở đây đây là một cái công ty công ty uh, IGM của Malaysia hay các anh chị cái công ty này nó hoạt động trong cái lĩnh vực là xây dựng và uh, và bất động sản Đó. Uh, thì các anh chị có thấy là khi mà chúng ta nhìn vào cái lịch sử phát triển của họ uh, vào năm uh, 2020 2020 thì họ đã bắt đầu họ đã bắt đầu thực hiện cái việc chuyển đổi số cho doanh nghiệp của họ rồi. Đó. Thì cái điều này nó nói lên cái gì các anh chị? thì uh, cái điều này nó nói lên là ở Malaysia đó một trong những cái nước láng giềng của chúng ta thôi, thì họ cũng đã đi trước chúng ta trong cái việc là thực hiện chuyển đổi số cho doanh nghiệp rồi. Dạ. Uh, yeah. Và, và một trong những cái lý do mà em thấy là người Việt chúng ta đi sao trong cái việc mà chuyển đổi số, đi sao trong cái việc mà tiếp cận áp dụng công nghệ đó là người Việt chúng ta không có cái thói quen là mình bước ra khỏi cái vùng an toàn. Hả các anh chị? Đó. Thì chúng ta không có cái thói quen đó. À, em lấy một cái ví dụ đơn giản thôi. À, không cần nói tới những cái công nghệ cao siêu gì. Đó là hiện tại thì ở Việt Nam, các doanh nghiệp ở Việt Nam còn rất là nhiều cái doanh nghiệp mình vẫn đang sử dụng cái Windows 7 và còn rất là nhiều các anh chị kế toán mình vẫn còn đang sử dụng cái cái Excel 2010 hết các anh chị thì thì cách đây không lâu thì em cũng có một cái cơ hội để nói chuyện với một cái chị kế toán thì em trao đổi với chị là chị kế toán ơi thì tại sao chị lại sử dụng cái Excel 2010 vậy bây giờ nó có cái Excel 2022 rồi nó hơn 10 năm rồi, tại sao chị còn sử dụng cái sản phẩm mà nó quá là cũ như vậy? Thì cái câu trả lời rất là đơn giản à, tại quen rồi, đó. À, tại vì Excel 2010 thì chị thấy nó cũng đâu có khác gì so với 2022 đâu em. Đó. Thì thì đấy, em lại đặt ra cho chị một cái câu hỏi à, vậy là chị cái toán ơi, chị chắc là chị giỏi Excel lắm đúng không? Thì em có một cái bài toán như thế này mọi người chờ em cái em xe cái Ok, mọi người thấy cái file Excel của em xe chưa? À, MC ơi, MC thấy cái file Excel của anh xe cho em Ừ. File Excel chưa nhìn thấy anh Tiến ạ. Em vẫn đang nhìn thấy là cái bài báo ấy ạ. Ok, để anh xem lại cái file Excel. Dạ vâng ạ. Rồi, mọi người thấy cái file Excel rồi chưa? Bây giờ thấy rồi đấy anh ạ. Ok, dạ rồi thì thì đó em có một cái bài toán à, cho cho chị cái toán. Em nói là chị ơi, em có một cái file Excel, thì thì trong đó nó có một cái cột nó chứa thông tin là họ và tên ha Nó chưa thông tin là họ và tên và em cần em cần chị giúp em là tách những cái tên riêng ra khỏi cái họ đó, tách những cái tên ra ở trong cái cột tên này thì ôi chị rất là tự hào ha chị nói là à, em 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 cần tách tên riêng ra thì thì ngày trước đó là chị phải nghiên cứu 3 ngày chị phải nghiên cứu 3 ngày để mà chị tìm ra cái công thức để mà tách cái tên đó À, đầu tiên là em phải đi đếm ký tự trắng thứ nhất rồi em đi đếm cái ký tự trắng thứ hai rồi sau đó em đếm số rồi em đếm tùm lum gì đó à, thế nên là uh, em mới nói với chị á chị ơi thì đây là cái lý do tại sao mà chị lại cần phải nâng cấp lên cái Excel 2022 thì uh, thì đối với uh, thì đối với Excel mà 2019 trở đi thì người ta đã tích hợp cái phần mềm mà cái, cái 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 tính năng là AI trong cái phần mềm của họ rồi. điển hình như ở đây em sẽ cho các anh chị thấy ha. Đó, thì em chỉ cần uh, điền điền một vài cái tên vào trong cái cột tên và sau đó em kéo xuống em kéo xuống và em bấm vào fill blast thì đó, các anh chị thấy là uh, cái việc mà cái chị kế toán đó, đó chị mất 3 ngày để mà chị nghiên cứu, chị tìm hiểu và chị thực hiện đó, thì em chỉ mất trong vòng 3 giây thôi đó thì uh, thì đây là một trong những cái ví dụ để các chị thấy là cái việc mà chúng ta phải tiếp cận những công nghệ mới chúng ta phải sử dụng những cái công nghệ mới á, uh, nó rất là cần thiết ha thì uh, thì gần đây thì nó cũng cũng đã được vinh dự tham dự những cái uh, tham gia những cái dự án uh, chuyển đổi uh, hỗ trợ rất là nhiều khách hàng trong cái việc là làm chuyển đổi số uh, nhất là chuyển cái cái dự án mà số hóa cái quy trình của doanh nghiệp, số hóa những cái quy trình nhân sự hay là số hóa những cái quy trình phê duyệt gì đó, thì ví dụ như là các anh chị nói là trong công ty các anh chị có những cái quy trình mua hàng, nó sẽ có những cái bước một bước hai bước ba, đó, người này duyệt xong rồi tới người kia duyệt đó, thì thì Noventis có thể là hoàn toàn giúp các anh chị để mà có thể là số hóa những cái quy trình đó, thì chúng ta có thể là thực hiện những cái những cái việc đó ha các anh chị. Thì thì đó là những cái chia sẻ để mà các anh chị có cái nhìn uh, tổng quan hơn khi mà chúng ta sử dụng cái công nghệ để mà chúng ta phục vụ cho cái công việc hàng ngày của chúng ta ha các anh chị. Dạ rồi, thì um, thì uh, thì, uh, thì để mà chúng ta có thể thực hiện được cái chuyện đổi số cho doanh nghiệp á thì cái câu hỏi đặt ra đầu tiên là chúng ta cần phải làm gì? Đó, à, chúng ta cần phải làm gì để thực hiện chuyển đổi số hết các anh chị người chờ em cái em xe cái slide em lên cho cái máy tính của em hôm nay nó nó hơi bị đơ, các anh chị thông cảm. dạ rồi à, thì thì dạo gần đây thì các anh chị cũng cái việc mà chuyển đổi số này nè thì mọi người các anh chị chúng ta cũng thấy là rất là nhiều trên báo chí hoặc là trên các phương tiện truyền thông nó nhắc đến đúng không các anh chị thì, thì rất là nhiều rất là nhiều cái đơn vị họ nhắc tới cái việc chuyển đổi số này tuy nhiên á, thì, thì không phải là tất cả những cái doanh nghiệp nào cũng biết được là chuyển đổi số á. như vậy thì tôi cần phải làm cái gì à tôi cần phải uh, thực hiện những đổi số thì cái mục tiêu của tôi á uh, là tôi cần phải đạt được những cái gì, cái lộ trình thì tôi cần phải làm như thế nào, tôi cần phải làm cái gì trước, cái gì sau. Dạ. dạ rồi thì uh, em hy vọng là hôm nay sau cái buổi workshop này các anh chị ngồi đây cùng uh, Novatis uh, nghe Novatis chia sẻ thì uh, mọi người cũng thấy được cái tầm quan trọng của chuyển đổi số cho doanh nghiệp rồi về mình cũng thể có thể là bắt tay vào thực hiện chuyển đổi số cho doanh nghiệp của mình mình có thể là mình tự định nghĩa ra được những cái 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 mục tiêu của cái chuyển đổi số của mình là gì đó thì, thì 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 đó đó là như vậy các anh chị. Dạ rồi thì vậy thì chuyển đổi số là gì à? thì thì theo Microsoft á thì chuyển đổi số là một cái sự đổi mới kinh doanh nó được thúc đẩy bởi cái sự bùng nổ của điện toán đám mây và trí thông minh nhân tạo các anh chị cùng với cái sự bùng nổ của IOT đó thì thì nó sẽ cung cấp cho các tổ chức những cái cách thức mới để mà chúng ta có thể quản lý doanh nghiệp của chúng ta giúp cho doanh nghiệp của chúng ta tăng năng suất và giảm những cái chi phí và nó mở ra những cái cơ hội phát triển mới nó tạo ra được những cái giá trị mới ngoài những cái giá trị truyền thống mà chúng ta vốn có đó. ngoài ra thì chuyển đổi số nó cũng sẽ đặc biệt đặc biệt quan trọng trong cái việc là làm cho doanh nghiệp của chúng ta trở nên uh, linh hoạt hơn, uh, nhanh chóng thích nghi hơn với những cái tình huống bất ngờ. Đó, thì uh, thì như các anh chị thấy thì uh, qua cái đại dịch Covid uh, 19 vừa rồi á, thì uh, thì cái câu này em thấy nó là hoàn toàn chính xác hả anh chị. Đó, cái doanh nghiệp của chúng ta uh, qua cái đại dịch Covid 19 thì uh, thì không ít thì nhiều cũng bị uh, cũng đã thay đổi cái uh, cái mô hình kinh doanh của chúng ta sau cái đại dịch vừa rồi hả các anh chị. Dạ. Đó, thì như uh, trước đây thì uh, các anh chị thấy thì uh, chúng ta làm việc thì chúng ta phải tới công ty chúng ta check in sau đó chúng ta check out thì bây giờ uh, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu là cho phép uh, nhân viên của mình uh, làm việc từ xa làm việc hai rước vọt rồi hả các anh chị đó thì uh, công cái đại dịch Covid-19 nó cũng đã ảnh hưởng rất là nhiều tới cái uh, mô hình kinh doanh của doanh nghiệp chúng ta Dạ rồi Dạ rồi thì để mà chúng ta thực hiện được cái việc chuyển đổi số như vậy á, thì uh, chúng ta cần phải làm cái lộ trình nó như thế nào à, chúng ta cần phải biết chúng ta cần phải làm như, những cái lộ trình gì thì uh, thì dựa trên những cái thông tin mà em cũng đã nghiên cứu rồi những cái tài liệu uh, đã được public rồi những cái khóa học rồi những cái kinh nghiệm mà khi mà em đi tư vấn chuyển đổi số cho nhiều doanh nghiệp á, thì uh, em chia sẻ với mọi người cái lộ trình uh, chuyển đổi số cho doanh nghiệp mà em thấy là nó cũng khá là phù hợp để mà chúng ta có thể áp dụng được vào trong doanh nghiệp của mình à, tuy nhiên thì 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 mỗi cái doanh nghiệp thì nó sẽ có những cái đặc điểm riêng ha các anh chị thì à, thì nên cái lộ trình nó cụ thể như thế nào nó cần phải được điều chỉnh như thế nào thì nó còn tùy thuộc vào cái ngành nghề và cái mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp của chúng ta khi mà chúng ta thực hiện cái chuyển đổi số ha thì cái này nó cũng chỉ là cái chia sẻ ở góc độ cá nhân của em thì theo cái quan điểm cá nhân của em á thì em thấy cái lộ trình chuyển đổi số á thì thường thường nó sẽ bao gồm là bốn giai đoạn các anh chị. Thì thì bốn giai đoạn đó nó nó như thế nào? Thì như các anh chị thấy trên màn hình á thì cái giai đoạn đầu tiên mà chúng ta cần thực hiện đó thì cái đầu tiên là chúng ta cần phải đánh giá cái hiện trạng. Chúng ta cần phải tiến hành phân tích, xem xét được cái cái môi trường kinh doanh và chúng ta Chúng ta cần phải xác định rõ cái chiến lược, cái mục tiêu của doanh nghiệp của chúng ta trong cái, trong cái việc mà thực hiện chuyển đổi số cho doanh nghiệp này, hả anh chị? Dạ, rồi thì tiếp theo thì tới cái bước thứ hai. Cái bước thứ hai là chúng ta cần phải làm đó là chúng ta xây dựng được một cái chiến lược. À, chúng ta xây dựng được một chiến lược, chúng ta cần phải à, à, xây dựng chiến lược đó là nó dựa trên, à, dựa trên những cái điểm mạnh những cái điểm mạnh và những chúng ta cần phải dựa trên những cái điểm yếu của doanh nghiệp của chúng ta nữa đó. và ngoài ra thì chúng ta cần phải uh, xác định được cái công nghệ và cái giải pháp nào mà nó phù hợp với cái mục tiêu kinh doanh của chúng ta trong cái việc mà chúng ta thực hiện chuyển đổi số rồi thì tiếp theo thì tới cái bước thứ ba thì sau khi mà chúng ta đánh giá xong chúng ta đã có một cái xây dựng được một cái chiến lược xong á thì chúng ta bắt đầu đi vào triển khai triển khai cái uh, À, cái việc mà chuyển đổi số này thì thực hiện chuyển đổi số á, thì chúng ta cần phải có một cái lịch trình à, chúng ta có một cần phải có một cái timeline và có một cái 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 cái, cái kế hoạch cụ thể à, chúng ta cần phải làm cái gì làm cái gì à, chứ không phải là cứ nhào vô là chuyển đổi số là làm làm hết là một lượt thì nó không không đúng hết anh chị chúng ta cần phải làm từng bước từng bước và phải có một cái kế hoạch cụ thể à, chúng ta cần phải tập trung vào cái việc là chúng ta khi mà chúng ta chuyển đổi số như vậy á, thì thì nó sẽ giảm thiểu những cái tác động đến cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp của chúng ta nhất đó chứ không phải là cứ chuyển đổi số là vô cứ ào ạt à, ào ạt à, ào ạt à, xong không ai làm ăn được gì hết không ai buôn bán được gì hết thì cái đó là không đúng hết anh chị à, chúng ta phải làm sao để mà giảm thiểu cái tác động tới cái hoạt động kinh doanh của chúng ta và chúng ta cần phải đảm bảo được cái tính là phải tích hợp mượt mà với cái hệ thống hiện tại đang có đó chúng ta chuyển đổi số chúng ta có những cái mới nhưng mà những cái đó nó cần phải tương thích với những cái hệ thống đang có chứ cái hệ thống đang có chúng ta chưa thể là chúng ta uh, tắt nó liền đi được à, chúng ta cần phải giữ nó và chúng ta phải kết hợp mượt mà với với cái hệ thống đó. Dạ. rồi thì uh, tiếp theo thì sau khi mà chúng ta đã uh, đánh giá đã xây dựng được cái chiến lược, chúng ta đã triển khai thành công một cái uh, một cái dự án chuyển đổi số rồi á thì cuối cùng chúng ta cần phải làm đó là chúng ta phải tối ưu hóa có nghĩa là cái hệ thống của chúng ta khi mà chúng ta chuyển đổi xong chưa chắc gì nó đã nó đã tối ưu, à, nó 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 chạy đó nhưng mà chưa chắc gì nó đã tối ưu thì chúng ta cần phải tiến hành là chúng ta sẽ xem xét đánh giá định kỳ để mà à, để mà đảm bảo rằng là cái chiến lược chuyển đổi số của chúng ta đó nó vẫn nó vẫn đáp ứng được cái mục tiêu kinh doanh của doanh, doanh nghiệp và chúng ta cần phải uh, tối ưu hóa các quy trình để mà chúng ta có thể đạt được những cái hiệu suất và những cái uh, những cái hiệu quả cao nhất các anh chị. Dạ, rồi thì uh, thì Microsoft với những cái sản phẩm của họ đó, thì họ sẽ giúp gì cho doanh nghiệp chúng ta trong cái việc là thực hiện chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Uh, Microsoft họ giúp gì được cho chúng ta trong cái việc thực hiện chuyển đổi số cho doanh nghiệp chúng ta? Ha? Thì uh, thì Microsoft họ cung cấp uh, họ cung cấp khá là nhiều khá là nhiều cái công cụ hết anh chị, khá là nhiều cái công cụ để mà giúp cho doanh nghiệp chúng ta có thể là thực hiện được cái việc chuyển đổi số thì một trong những cái bộ công những cái công cụ đó đó mà hôm nay em muốn chia sẻ tới các anh chị thì cái mà em đang show trên màn hình đó các anh chị đó là cái gói là cái bộ công cụ là Microsoft shop ba năm business premium à, em sorry, em sorry cái bộ đó là Microsoft shop ba năm business à dạ rồi thì thì khi mà khi mà nói đến những cái bộ sản phẩm của uh, những cái bộ sản phẩm office đó, của Microsoft á thì chắc chắn là chúng ta sẽ chúng ta quá quen thuộc rồi đúng không kìa? Chúng ta quá quen thuộc rồi khi mà nhắc tới những cái bộ office của Microsoft thì chúng ta nghĩ ngay đó là Word, Excel, PowerPoint đó hay là Outlook gì đó. Chúng ta nghĩ ngay tới cái những cái chuyện đó thì cái đó là nó quá quen thuộc với chúng ta rồi. Chúng ta sử dụng nó hầu như là mỗi ngày luôn. Ngày nào vô công ty cũng phải mở những cái ứng dụng đó lên để mà làm việc. Đó thì những cái đó thì thì nó giúp cho chúng ta có thể là dễ dàng trong cái việc là tạo và quản lý những cái uh, những cái tài liệu của chúng ta đó nó giúp cho chúng ta cái việc đó tuy nhiên á thì uh, thì đối với Microsoft ba số năm business này nè cái gói mà em show trên màn hình với anh chị á thì thì ngoài những cái đó ra chúng ta còn có thêm những cái thứ khác nó cũng rất là nó cũng rất là 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 rất thân các anh chị nó rất là hay ho đó như các anh chị thấy thì uh, trong những cái gói Microsoft ba số năm những cái gói này nó đều cái gói nào nó cũng đều có những cái cloud cloud service hết thì trong cái cloud service này nó là cái gì thì như chị thấy trong cái này nó có một cái gọi là exchange exchange online hay kênh gì thì cái exchange online này á nó là một cái dịch vụ một cái dịch vụ email do microsoft họ cung cấp thì đây là một cái dịch vụ email dựa trên cái nền tảng cloud của microsoft và nó cung cấp cho doanh nghiệp Đó. có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng cái email doanh nghiệp uh, chẳng hạn như là email mà có cái cái đuôi là a còng abc.com gì đó giống như bên em đang sử dụng cái email là là, là của em là tiếng chấm lâm a còng novetic.com đó thì novetic bên em cũng đang sử dụng cái dịch vụ email trên này cái trên online này của my shop cung cấp đó. thì cái cái dịch vụ email online này đây là một cái dịch vụ email dựa trên cái nền tảng đám mây của my shop cung cấp cho doanh nghiệp nhưng mà nó không yêu cầu chúng ta là phải cài đặt hay là duy trì những cái máy chủ email cục bộ tại công ty. À, chúng ta không cần phải có những cái máy chủ để chạy dịch vụ email. À, cái trên Online này nó 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 cung cấp cho chúng ta một loạt cái tính năng để mà chúng ta có thể là dễ dàng à, quản lý và truy cập email và truy cập vào email và trong đó nó có thêm những cái tính năng như là calendar à, và phần à, lịch, à, phần à, phần contact đó, và nhiều cái ứng dụng hay ho khác nữa. Và ngoài ra thì cái Exchange Online này. á, chúng ta có thể kết nối bất cứ đâu bất cứ ở đâu miễn mà có cái mạng internet là chúng ta có thể kết nối tới cái channel online này rồi mà chúng ta không cần phải lo quá nhiều về cái vấn đề là là security khi mà chúng ta public cái email của chúng ta ra bên ngoài ngoài ra thì cái trên online này nó nó cũng hỗ trợ để mà chúng ta có thể là truy cập được email từ những cái thiết bị di động À, chẳng hạn như là trên những cái iPhone, iPad hay là những cái thiết bị Android của các anh chị đó chúng ta có thể dễ dàng để mà truy cập được cái email này đó. thì thì ở đây chắc các anh chị cũng mấy anh chị mình làm IT thì mấy anh chị cũng biết là, là là như trước đây để mà để mà người dùng có thể là check được email trên những cái thiết bị di động của họ đó thường thì họ sẽ không có thể nào mà họ tự làm được cái chuyện đó đó không thể nào mà họ tự cài đặt được cái email của của công ty lên trên cái thiết bị di động của họ à, thì tại vì là chúng ta khi mà cài lên đó, chúng ta cần phải cấu hình rất là nhiều thứ các anh chị chúng ta cần phải cấu hình nào là là incoming server outgoing server nè rồi chúng ta cần phải uh, cấu hình là cái này chạy trên cái giao thức nào poppa hay là imap rồi cái giao thức đó nó có nó có ssl hay không à, rất là nhiều thứ hết anh chị Uh, tuy nhiên với cái Exchange Online này thì người dùng họ, họ có thể tự họ cài đặt cái email lên cái thiết bị của họ một cách nó, nó rất là dễ dàng mà không cần phải sự hỗ trợ của IT luôn. Đó. chỉ cần là họ họ mở cái ứng dụng Outlook lên rồi um, họ họ cài cái ứng dụng Outlook lên điện thoại đó, họ mở cái ứng dụng Outlook lên rồi họ nhập cái username và cái password của cái Microsoft 365 vào. Đó. là thì là họ có thể tự cài đặt cái email lên trên cái thiết bị của họ một cách dễ dàng rồi. Đó giống như cái việc mà họ họ tự động họ cài đặt một cái dịch vụ email cá nhân lên trên cái cái uh, thiết bị của họ vậy đó chỉ cần nhập username, mật khẩu thôi không cần phải cấu hình gì nữa. Đó. ngoài ra thì, um, thì trước đây á um, uh, ngoài ra thì trước đây thì um, khi mà chúng ta uh, khi mà chúng ta sử dụng nếu mà chúng ta không có dựng một cái con mail server chúng ta không có một cái hệ thống mail server ở nội bộ đi uh, mà tổ chức của chúng ta là thuê thuê những cái dịch vụ email của những cái bên đơn vị cung cấp đó, thì uh, thì sẽ xảy ra cái trường hợp là là cái việc mà chúng ta nhận cái người dùng của chúng ta nhận rất là nhiều cái email rác hoặc là những cái email uh, nó gọi là phishing email các anh chị cái email mạo danh á cái email mạo danh nó 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 cũng rất là nguy hiểm đó các anh chị Nói dụ như em lấy ví dụ Các chị ở đây có bao giờ mà chúng ta gặp cái trường hợp là à, Sáng bữa đó chúng ta nhận được một cái email Mà của chính chúng ta gửi cho chúng ta chưa Mà thật ra thì chúng ta không có làm cái việc đó, đó. Thì ở trong đó nó chứa những cái link Những cái file attachment gì đó Chúng ta chỉ cần click vào một cái rồi thôi Là bay màu hết tất cả đó. Thì à, thì việc mà chúng ta sử dụng những cái email Của những cái nhà cung cấp á thì chúng ta thường hay rất là nhiều, nhận rất là nhiều cái email rác hoặc là những cái email mạo danh này gửi tới cái cái người dùng của chúng ta hoặc là trường hợp là chúng ta khi mà chúng ta gửi email ra cho đối tác của chúng ta đó, chúng ta gửi qua cho khách hàng vậy đó thì cái email của chúng ta nó không tới được khách hàng tại vì cái email của chúng ta bị chặn vì lý do là nó bị đánh dấu là spam mail đó. Đó thì 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 khi mà chúng ta sử dụng cái dịch vụ email của Microsoft này là cái Exchange Online này nè, thì Microsoft họ trang bị cho chúng ta một cái tính năng tính năng gọi là Exchange Online Protection, dưới tắt là EOP các anh chị. thì thì cái tính năng này nó giống như nó gần giống như là một cái firewall cho cái email của chúng ta vậy đó. nó gần gần giống như một cái firewall cho email của chúng ta. thì các anh chị nó giúp cho các anh chị có thể là ngăn ngừa hiệu quả tới 99,9% cái việc mà chúng ta bị những cái trường hợp là nhận những cái email rác hay những cái email mạo danh đó, nó filter nó lọc được, nó chặn được hết những cái trường hợp đó. Thêm nữa thì 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 thì, thì cái dung lượng lưu trữ của cái Exchange Online á nó cũng khá là rất là cao các anh chị. À, nó rất là cao, nó lên tới là có thể là 50 GB hoặc là 100 GB cho mỗi người dùng tùy vào những cái license đó Đó. À, thì tuy nhiên á nhiều khi khi mà em đi tư vấn cho khách hàng về cái sản phẩm Microsoft 365 Business này nè à, mọi người nói là trời bây giờ mua một cái dịch vụ email uh, thuê một cái dịch vụ email ở bên uh, mắc bảo hay là bên BAVN gì đó BA Việt Nam gì đó năm trả có 7-8 triệu thôi mà được cả mấy chục user uh, nó rẻ còn nếu mà thuê uh, sử dụng cái trên online này thì nó cao hơn nó, 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 nó cao hơn rất nhiều à, em nói đúng rồi anh chị nhưng cái đó là cái việc mà chúng ta chỉ đem so sánh cái exchange online so với những cái dịch vụ email đó thôi nhưng mà mắc bảo họ đâu có thể nào họ cung cấp được những cái khác cho chúng ta chẳng hạn như là ở trên em nói đó những cái word cái excel cái powerpoint đó. mắc bảo họ đâu có cung cấp được những cái lợi đó cho chúng ta đâu khi mà chúng ta mua cái bay cái sản phẩm microsoft ba năm business standard đó chúng ta có luôn những cái lợi sạch đó luôn rồi đó ngoài ra thì nó còn có thêm one drive có thêm SharePoint, có thêm microsoft team đó có thêm rất là nhiều thứ À, thì nếu như mà chúng ta so sánh hết như vậy thì nó lại thành ra là nó lại rẻ hơn ha các anh chị còn cái việc mà chúng ta chỉ so sánh một cái tính năng của của một cái gói sản phẩm so với một cái, cái cái dịch vụ khác thì nó nó là không phù hợp dạ rồi thì thì tiếp nữa thì trong cái gói Microsoft 365 Business này, trong tất cả những cái gói Microsoft 365 Business này, nó lại có thêm được cái cái OneDrive cái OneDrive và cái dung lượng OneDrive này á là nó cung cấp cho chúng ta là một terabyte cho mỗi người dùng nha các anh chị cho mỗi người dùng của chúng ta à, một terabyte có nghĩa là một ngàn gigabyte ấy các anh chị à, nó khá là lớn ha bây giờ mà những cái máy tính mà cái ổ cứng mà một ngàn gigabyte là nó xài mọi người xài là thấy nó dư giả rồi nhưng mà cái này là họ cung cấp cho chúng ta cái one drive một ngàn 000, gigabyte luôn nó à, xài trên cloud của Microsoft không bao giờ sợ mà người dùng họ thiếu dung lượng thì cái việc mà cái việc mà sử dụng người dùng của chúng ta có thể sử dụng cái OneDrive này nè để mà lưu trữ cái dữ liệu á thì nó sẽ giúp cho người dùng của chúng ta tránh được những cái nguy cơ về cái việc mà mất dữ liệu khi mà cái ổ đĩa của máy tính của người dùng nó bị hư hết các anh chị đó tránh được cái chuyện đó trước mà nếu mà lưu trên ổ đĩa lưu cầu hư cái là dữ liệu cũng bay màu theo còn giờ lưu trên OneDrive này hư thì mua cái mới gắn vô xài tiếp thôi không 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 sợ hoặc là trong trường hợp là khi mà chúng ta chuyển những người dùng chúng ta có nhu cầu là chuyển dữ liệu sang một cái máy tính mới để làm việc đó, thì chúng ta chỉ cần việc là đăng nhập vào cái tài khoản Microsoft 365 của chúng ta trên cái thiết bị mới đó là tất cả những cái file của người dùng nó cũng đã được chuyển sang những cái thiết bị mới đó một cách rất là dễ dàng và nhanh chóng ha đó. người dùng tự thực hiện được luôn không cần phải IT làm luôn thì uh, tiếp theo thì uh, trong cái gói Microsoft 365 Business này nè trong những cái gói Microsoft 365 Business này nó nó có thêm cái dịch vụ, cái dịch vụ nó gọi là sharepoint thì cái sharepoint này á uh, nó, nó nó ứng dụng được rất là nhiều quá anh chị thì điển hình ở đây em chia sẻ đó là chúng ta có thể sử dụng cái sharepoint này để mà chúng ta tạo được những cái cái thư mục để chúng ta lưu trữ những cái dữ liệu cho tổ chức của chúng ta và chúng ta có thể phân quyền cho cái người dùng họ truy cập vào trong những cái dữ liệu đó nó như là cái con file server của chúng ta luôn À, như là cái con file server nội bộ của chúng ta luôn chúng ta có thể uh, sử dụng cái uh, server này để mà chúng ta có thể làm tạo nên một cái con file server lưu trữ dữ liệu trên cloud của Microsoft luôn Nó an toàn hơn cho chúng ta hay các cái chị và chúng ta có thể hoàn toàn thay thế cái con file server của mình luôn chúng ta có thể bỏ luôn cái con file server đó, đó. chúng ta uh, chúng ta có thể uh, phân quyền cho người dùng y chang như cái việc mà chúng ta sử dụng dưới cái file server và cái việc là hồi trước khi mà chúng ta sử dụng file server đó, thì khi mà người dùng chúng ta ở bên ngoài đi mà muốn truy cập vào một cái tài liệu nào đó trong file server thì nó khá là rườm rà nó yêu cầu là phải cấu hình vpn phải vpn vào trong cái cái mạng của công ty đó it cấu hình rất là phiền phức ha cấu hình vpn xong rồi cấu hình routine rồi, rồi cấu hình mấy cái policy đồ tùm lum tùm đá hết nhưng mà đối với cái xe bôi này á, thì chúng ta có thể truy cập bất cứ đâu ở internet chỉ cần có cái mạng internet thôi 4g hay là mạng wi-fi đều được và nó vẫn đảm bảo được cái tính bảo mật cho chúng ta anh chị đó it sẽ không cần quan tâm đến cái việc là là là, là uh, chúng ta bút lít ra bên ngoài thì là phải bút đích như thế nào để cho nó 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 an toàn dạ. rồi ngoài ra thì cái cái xe bôi này nè À, cái xe bôi này nó 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 cũng có thể là nó làm được rất là nhiều cái thứ hay ho khác nữa các anh chị và những cái này á, những cái thứ hay ho này thì tí nữa bên em có bạn bạn ninh bạn bên ninh hà bên em cũng sẽ chia sẻ tới các anh chị về những cái cái hay ho của cái xe bôi cũng như là cái mai shop team có trong cái cái gói mai shop ba trăm năm business này Đó. Dạ. rồi À, ngoài ra thì thì những cái chị thấy á, là trong cái bộ sản phẩm Microsoft 365 Business này nó có một cái gói nó gọi là Microsoft 365 Business Premium. À, như cái gói Premium các anh chị thấy ở trên cái góc cái phía bên phải của màn hình đó, em đang highlight lên đó. Thì trong cái gói Microsoft 365 Business Premium này nè, thì ngoài những cái tính năng về Uh, về ở uh, à, đây em em uh, xin uh, chia sẻ thêm á uh, là khi mà chúng ta mua những cái gói như là Microsoft 365 Business Standard hay là Microsoft 365 Business Premium á uh, thì ngoài những cái dịch vụ mà em nói thì chúng ta có thêm những cái 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 license để mà chúng ta cài đặt những cái ứng dụng uh, Word, Excel, PowerPoint hay là gì đó cài đặt lên trên cái thiết bị của người dùng luôn và cái ứng dụng này nó hỗ trợ trên cả Windows và Mac OS ha các anh chị và Minty language luôn À, công ty của chúng ta có có ship người Nhật có ship người Hàn gì đó rồi chúng ta chỉ cần mua cái sản phẩm thôi rồi chúng ta cài đúng cái ngôn ngữ mà họ cái cái ngôn ngữ của họ thôi là họ sử dụng được không cần phải mua thêm những cái license gì đó hồi trước mà muốn cài lên Windows hay là MacBook là phải mua những cái license riêng ha giờ nó tập trung luôn trong cái này đó, mua cái này không cần phải mua thêm những cái license đó nữa à rồi tiếp theo thì trong cái gói Microsoft 365 Business Premium đó nó có những cái service những cái cloud service như em vừa chia sẻ và những cái desktop app thì nó có thêm những cái tính năng về security những cái tính năng về bảo mật đó. Thì, thì thì cái việc mà em lấy ví dụ như doanh nghiệp chúng ta những cái thiết bị máy tính của người dùng đó, thì chúng ta cần phải cài chúng ta cần phải cài những cái phần mềm antivirus lên để mà chúng ta có thể là Uh, bảo vệ được cái thiết bị đó. Tuy nhiên thì 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 trong cái gói Microsoft 365 Business Premium này nè, nó có luôn các chị, nó có luôn cái sản phẩm nó gọi là Microsoft 365 mà uh, nó gọi là Microsoft Defender for uh, Microsoft Defender. Uh, Microsoft Defender thì đó là cái giống như tương tự giống như là cái tính năng về uh, antivirus trên một cái thiết bị người dùng đó, nó cung cấp cho chúng ta một cái tính năng antivirus mà ở cái cấp enterprise -right. nó cho phép chúng ta là bảo vệ thiết bị của người dùng một cách nó hiệu quả à, và và nó không yêu cầu chúng ta phải cài bất cứ một cái ứng dụng nào lên trên cái máy tính của người dùng đó, thì thường thường thì chúng ta hay ngại cài những cái phần mềm antivirus lên đó, là nó làm chậm máy ha nó giảm cái performance của cái máy xuống đó, rồi chúng ta sử dụng nó 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 không được hiệu quả thì cái cái Microsoft Defender này nó không yêu cầu chúng ta cài bất cứ một cái phần mềm nào lên hết nó, nó tích hợp sẵn trong cái hệ điều hành của Microsoft luôn rồi đó. thì nó sẽ không có ảnh hưởng tới cái bộ phận mình của 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 cái thiết bị đó à, dạ à, ngoài ra thì như cái chị thấy thì chúng ta cũng có thêm những cái khác chẳng hạn như là Intune à, Intune để mà à, chúng ta quản lý những cái thiết bị đó chúng ta có thể là cấu hình những cái thiết bị đó từ xa cài đặt những cái ứng dụng à, tự động xuống cái thiết bị đó cho người dùng luôn và chúng ta không cần phải can thiệp quá là nhiều trên thiết bị đó hầu như là chúng ta không cần phải tác động gì tên trên cái thiết bị đó hết đó ngoài ra thì nó còn có thêm những cái khác như là Azure Information Protection hay là cái Azure AD Premium hay là cái Windows Virtual Desktop gì đó thì do là do là trong cái chủ đề của cái buổi workshop ngày hôm nay á thì em chỉ focus vào cái việc là là làm thế nào để giúp các anh chị chúng ta có thể là tìm ra được một cái công cụ, một cái giải pháp để mà chúng ta có thể làm thực hiện được cái việc chuyển đổi số cho doanh nghiệp chúng ta một cái cách nó hiệu quả và nó 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 nó, 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 nó thành công nhất. Đó. cho nên là em cũng không có đề cập nhiều về những cái tính năng về security. tuy nhiên thì tụi em cũng có những cái buổi, những cái series, những cái series khác tụi em nói về những cái tính năng security này. nó tên là cái series Dumo của bên Novetic bên, bên em. Thì nếu các anh chị nào mà chúng ta có chúng ta có cái quan tâm về những cái tính năng security này thì có thể là các anh chị tham dự những cái buổi uh, demo webinar bên em để mà chúng ta có thể là để bên em có thể chia sẻ sâu hơn tới các anh chị về những cái tính năng bảo mật này ha. Dạ. Dạ rồi thì 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 tiếp theo thì em cũng xin nhường lời lại cho bạn Ninh, bạn Ninh Hà bên em. cũng Sẽ chia sẻ tới các anh chị những cái tính năng nó nó hay ho, hay ho khác có trong cái sản phẩm MS365 Business này thì để để giúp cho các anh chị có thể là chúng ta có được những cái ứng dụng nó nó nó, nó, nó phục vụ cho cái việc chuyển đổi số của chúng ta một cách hiệu quả ha rồi em cảm ơn các anh chị alo uh, nên ơi. dạ vâng anh chị có nghe lỗi em nói không ạ ok anh nghe rõ rồi nên dạ vâng thì em xin phép được xem màn hình ạ Dạ, không biết là các anh chị đã thấy được cái slide em đang chia sẻ chưa ạ? Thì không biết là MC có thể xác nhận dùm mình được không vâng ạ? Vâng em đã thấy slide của anh Linh rồi đấy ạ. Rồi, cảm ơn bạn MC ạ. Dạ thì tiếp nối phần trình bày của anh Tiến thì uh, em xin phép được giới thiệu tới uh, các anh chị hai công cụ khá, uh, phải nói là quan trọng bậc nhất trong nhóm sản phẩm cộng tác doanh nghiệp của Microsoft 365 và sẽ hỗ trợ các anh chị trong quá trình chuyển đổi số cho những người dùng trong tổ chức đó là Microsoft Teams và Microsoft SharePoint Online. Ờ, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá các cái lợi ích khi sử dụng hai sản phẩm này trong quá trình chuyển đổi số cho các doanh nghiệp. Chẳng hạn như là chúng ta có thể sử dụng uh, Microsoft Teams trong làm việc cộng tác này hoặc là chúng ta có thể uh, sử dụng Teams trong trao đổi thông tin hay là chúng ta sẽ xây dựng những cổng thông tin nội bộ trên SharePoint Online. Và ngoài giới thiệu về team, về SharePoint Online, thì em cũng sẽ giới thiệu tới các anh chị về một giải pháp sử dụng nền tảng Viva giúp tăng cường trải nghiệm của cán bộ nhân viên trong tổ chức doanh nghiệp. Và trước tiên thì chúng ta sẽ cùng đi đến với phần giới thiệu tổng quan về team và SharePoint Online. Thì thuộc hệ sinh thái Microsoft 365, Teams sẽ là một hub dành cho trao đổi thông tin và làm việc cộng tác với nhiều tính năng như là nhắn tin này, gọi thoại này, gọi thoại với hình ảnh rồi họp trực tuyến, lưu trữ và chia sẻ tài nguyên và Teams thì sẽ giúp người dùng cộng tác với nhau dễ dàng hơn trên cùng một nền tảng. Từ một góc nhìn khác thì các anh chị có thể thấy Teams được coi là một ứng dụng all-in-one với khả năng tập trung dữ liệu của nhóm làm việc về một nơi duy nhất và sẽ Teams sẽ ưu tiên cập nhật những gì tương tác gần nhất với người dùng. À, để có thể hiểu về cái cách thức mà chúng ta sẽ làm việc cộng tác trên Teams thì chúng ta trước hết chúng ta cần hiểu rõ về sơ đồ cấu trúc của Teams. À, các anh chị có thể thấy như ở trên slide em đang chia sẻ đúng không ạ? Đây. Thì về sơ đồ cấu trúc của Teams, kiến trúc cơ bản của Teams thì sẽ bao gồm hai phần chính đó là các Teams và chúng ta sẽ có các uh, channel. Một team thì sẽ được tạo thành từ rất là nhiều channel và dưới các channel sẽ không có các cái phân cấp nhỏ hơn. Một team thì không thể chứa các team khác. Tương tự là một channel thì cũng không thể chứa các channel khác. Thông thường ý, thì đối với một tổ chức thì các team sẽ được xây dựng theo mô hình sơ đồ cấu trúc của tổ chức đó. Các anh chị có thể quan sát về, ở cái hình ảnh bên tay phải này. Đấy, thí dụ như là đối với công ty của em là Novantix thì sẽ có một team chứa tất cả các người dùng trong tổ chức và cái team cho toàn bộ người dùng này sẽ được Noventic sử dụng cho các cái hoạt động chung có tính chất toàn hàng, thí dụ như là thông tin về kỷ niệm thành lập công ty chẳng hạn và bên cạnh đó thì Noventic cũng sẽ xây dựng các team cho các phòng ban, thí dụ như là chúng ta có các team ở đây cho phòng nhân sự này, đó, rồi chúng ta có team cho phòng kế toán, phòng hành chính, phòng kiểm toán, phòng chăm sóc khách hàng vân vân và với từng team riêng cho từng phòng ban này thì sẽ nhằm mục đích là giúp các phòng ban có thể tự quản lý các chính sách riêng hay là nguồn lực của phòng ban mình. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể xây dựng các team theo dự án hay là theo công việc. Và các team theo dự án hay công việc sẽ là nơi tập trung làm việc của nhân viên đến từ các phòng ban khác nhau hoặc thậm chí là có thể có cả khách hàng hay là đối tác bên ngoài tổ chức. Trên các teams thì chúng ta có thể tạo ra các channel chẳng hạn như là đối với Uh, team phòng nhân sự thì chúng ta có thể tạo ra các channel như bộ phận CNB này, bộ phận cộng tác viên này, bộ phận đào tạo và tuyển dụng, bộ phận... đó. Đấy. Thì một tính năng nổi trội không thể không nói đến đó là Teams sẽ có khả năng tích hợp rất cao. Các anh chị có thể thêm tới hàng trăm hàng ngàn ứng dụng lên Teams với đầy đủ các tính năng cần thiết để làm việc. Và các ứng dụng có thể là do Microsoft hoặc là một bên thứ ba cung cấp hay là do chính tổ chức doanh nghiệp của các anh chị tự triển khai. Trên slide em đang chia sẻ ở đây ấy, thì các anh chị sẽ thấy là một số các cái ứng dụng được thêm thành các tab lên trên các channel thì sẽ nhằm giúp người dùng có thể làm việc cộng tác cùng nhau. Ờ, hình ảnh thứ nhất ở đây thì các anh chị thấy ở đây là các cái công cụ Office tool quen thuộc này. Tiếp đến thì lần lượt các anh chị sẽ thấy các cái công cụ tạo biểu mẫu MS Form này. Rồi chúng ta có công cụ quản lý tác vụ Task by Planner and To Do này, rồi chúng ta có công cụ tìm kiếm tài liệu học tập đó là Viva Learning. Thì em sẽ xin phép được trình bày một chút, chẳng hạn về Office Online đi. Thì Office Online, như các anh chị đã biết, sẽ bao gồm các ứng dụng văn phòng quen thuộc như Excel, PowerPoint và Word với các cái tính năng mới nhất. Với Excel Online này, thì các anh chị có thể dễ dàng sắp xếp và phân tích dữ liệu trong các bảng tính và sổ làm việc. Tất cả các cái thay đổi của các anh chị khi nhập liệu thì đều được lưu lại tự động Excel Online thì sẽ hiển thị thông tin của anh chị trong các biểu đồ và đồ thị hiện đại, rồi sẽ đưa các cột chứa số thành thông tin chuyên sâu có giá trị. Còn với PowerPoint Online thì sẽ biến các ý tưởng của anh chị thành các bản trình bày cuốn hút chỉ trong một thời gian ngắn bằng cách sử dụng các biểu mẫu chuyên nghiệp. Và các biểu mẫu này thì sẽ hoàn toàn miễn phí. Và anh chị có thể tùy ý thêm vào trang trình chiếu các cái hình động này, rồi các hiệu ứng chuyển tiếp, các ảnh và các cái video trực tuyến còn với Word Online thì các anh chị sẽ dễ dàng tạo cũng như là chỉnh sửa các cái tài liệu đẹp mắt và khi mà các anh chị đã sử dụng Office Online để làm việc cộng tác ấy, thì anh chị không cần phải tập trung vào cùng một máy tính hay là có cái thao tác gửi tập tin qua lại nữa tất cả các anh chị đều có thể chỉnh sửa trên cùng một tập tin tài liệu ngay trong thời gian thực và các anh chị dễ dàng theo dõi sự thay đổi cũng như là theo dõi xem ai đang làm việc trên tài liệu đó và chỉ với một thao tác bấm nút thôi thì các anh chị có thể nhanh chóng chia sẻ để mời người khác xem và chỉnh sửa tập tin tài liệu của mình rồi anh chị sẽ đưa ra và nhận lại các ý tưởng bằng cách tạo các ghi chú cho đồng nghiệp này, rồi hoặc là các anh chị xem những nội dung ghi chú mà đồng nghiệp đã viết trên một tập tin tài liệu. Đặc biệt ý, thì các anh chị có thể tạo ra các cái cuộc trò chuyện mà tất cả những người đang chỉnh sửa tập tin tài liệu có thể xem. À, tiếp theo thì em cũng sẽ nói một chút về cái ứng dụng form này. đó. Với form ý, thì các anh chị, cán bộ nhân viên ý, có thể dễ dàng tạo ra các cái cuộc khảo sát rồi tạo bài kiểm tra hoặc là bài thi. Đó, rồi mình tạo các cái cuộc thăm dò ý kiến mà các cái phản hồi trên đó đều được cập nhật theo thời gian thực sẽ giúp cho những người tạo biểu mẫu có thể dễ dàng theo dõi kết quả. Rồi trên hệ sinh thái Microsoft 365 ý, chúng ta sẽ có hai cái công cụ dùng để quản lý tác vụ và hai cái công cụ này khá là rời rạc đó là Todo và Planner. Nếu với các anh chị chưa biết ý, hoặc là đang gặp khó khăn trong quản lý kế hoạch cá nhân sao cho hiệu quả ý, thì có thể nói Todo sẽ là một lựa chọn phù hợp với To Do thì các anh chị có thể quản lý xem là hôm nay này rồi ngày mai, tuần sau hoặc là tháng tới bản thân các anh chị phải thực hiện những công việc gì rồi tính chất của những công việc đó quan trọng hay là cái mức độ quan trọng chưa cao rồi khi đó thì các anh chị có thể sắp xếp xem công việc nào mà cái tính quan trọng cao thì mình cần hoàn thành trước rồi công việc nào dư giả thời gian có thể hoàn thành sau còn đối với những anh chị thường xuyên phải làm việc nhóm ý, thì sẽ có rất nhiều công việc khác nhau với mức độ cần hoàn thành khác nhau thì ở đây chúng ta sẽ có một cái tool đó là Planner thì Planner sẽ là một tiện ích quản lý tác vụ hướng tới các nhóm làm việc này rồi dự án này rồi uh, uh, những người làm việc từ xa Planner thì có thể giúp anh chị tổ chức phân công công việc cho thành viên trong nhóm rồi theo dõi tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ khi mà sử dụng Planner này thì các anh chị sẽ nhận được các cái thông báo thường xuyên này rồi các anh chị được cập nhật các thay đổi trong quá trình làm việc, các anh chị sẽ dễ dàng quản lý tất cả công việc trong nhóm của mình với các cái báo cáo ở dạng biểu đồ được Planner cung cấp và những báo cáo đó thì có thể là về uh, em lấy thí dụ chẳng hạn như là về uh, số lượng các cái công việc đã hoàn thành này, rồi số lượng công việc tương ứng với mỗi cá nhân đi, xem là chúng ta sẽ xem là ai chưa được phân công hoặc là ai được phân công quá nhiều hay là quá ít công việc và từ những cái báo cáo đó thì chúng ta có thể phân công lại công việc một cách phù hợp hơn. Và có một cái điểm hay nữa đó là trên team ý, thì hai cái công cụ Planner và To Do thì sẽ hợp nhất thành một cái công cụ duy nhất chúng ta sẽ gọi là Task By uh, Planner and To Do. Còn về cái uh, ứng dụng Viva Learning này ý, thì lát nữa sẽ có một cái phần chuyên về Viva ý, thì em sẽ trình bày uh, sâu hơn cho các anh chị về cái Viva Learning này. đó thì ngoài việc được sử dụng trong làm việc cộng tác ý, thì cái ứng dụng team này cũng được thiết kế nhằm mục đích để trao đổi thông tin một cách hiệu quả giống như hầu hết các cái ứng dụng cộng tác khác thì team cung cấp tính năng cơ bản nhất là nhắn tin đó có thể là trao đổi một một giữa các cá nhân hoặc là trao đổi nhóm này các anh chị có thể dễ dàng trò chuyện với đồng nghiệp trong tổ chức này hoặc là với đối tác khách hàng bên ngoài tổ chức và với cái tính năng gọi điện ý, thì các anh chị có thể thực hiện các cái cuộc gọi thoại này hoặc là gọi thoại với hình ảnh này các doanh nghiệp cũng có thể tích hợp tổng đài điện thoại lên trên Teams này nhé, để giúp các cán bộ nhân viên gọi thoại với nhau ngay cả khi đang di chuyển mà không có kết nối internet. Và Teams thì sẽ cũng hỗ trợ cho các anh chị tạo các cái cuộc họp này, rồi hội thảo trực tuyến này, rồi sự kiện trực tiếp với chất lượng âm thanh cao và hình ảnh Full HD. Đó. Thì ở cái slide mà em đang chia sẻ tới các anh chị, ấy, thì sẽ có một vài tính năng nổi trội của cuộc họp uh, Team Meeting. Đây, thì các anh chị có thể thấy. Cái tính năng đầu tiên ý, có thể nói đến đó là về cái tính năng giảm tiếng ồn Thì em lấy một số cái thí dụ như thế này Chẳng hạn như là khi micro của các anh chị ý, được bật trong cuộc gọi hoặc là cuộc họp team ý, Thì những cái tiếng ồn xung quanh chẳng hạn như là tiếng xáo trộn giấy tờ này Hay là tiếng đóng mở cửa ấy Rồi tiếng động vật kêu có thể là mình nuôi động vật thì có tiếng chó mèo chẳng hạn Đấy thì có thể khiến người dùng khác đang tham gia các côn ấy Họ sẽ mất tập trung và tim sẽ cung cấp uh, khá là nhiều các cái lựa chọn để giảm tiếng ồn chẳng hạn ở đây các anh chị thấy là mình sẽ có cái chế độ uh, cái lựa chọn thứ nhất đó là auto thì đây là một cái chế độ giảm tiếng ồn tự động này tim sẽ được tối ưu hóa ở một mức độ khử tiếng ồn nhất định và đây là cái lựa chọn tốt nhất cho hầu hết các tình huống rồi chúng ta có cái uh, tính năng lựa chọn tiếp theo đó là giảm uh, tiếng ồn uh, ở mức độ cao thì cái lựa chọn này sẽ giúp loại bỏ tất cả các âm thanh nền ý, không phải là giọng nói của người dùng và lựa chọn này thì phù hợp với môi trường văn phòng ồn ào với nhiều giọng nói nền. Rồi chúng ta có cái tính năng đó là giảm tiếng ồn thấp này, đó, cái lựa chọn này. thì cái lựa chọn này sẽ loại bỏ tiếng ồn nền những cái tiếng kiểu hơi dai dẳng một chút, chẳng hạn như là tiếng quạt máy tính này hoặc là tiếng máy điều hòa không khí đi đó thì sử dụng lựa chọn này thì các anh chị có thể phát nhạc cho những người tham gia cuộc họp uh, khác nghe chẳng hạn như là khi uh, mình chờ cuộc họp ấy, đó thì như vừa nãy đó thì chúng ta có thể sử dụng cái uh, option này để phát nhạc cho những người, người uh, đang chờ cuộc họp họ nghe rồi chúng, uh, nếu mà chúng ta không uh, tắt chúng ta tắt cái giảm tiếng ồn đi ấy, đó. Thì khi mà chúng ta sẽ chỉ sử dụng cái lựa chọn này cho micro có độ trung thực cao trong một cái môi trường ít tiếng ồn, chẳng hạn như là chúng ta dùng trong phòng thu yên tĩnh chẳng hạn. Đó. Thì cũng có một vài cái tính năng khác sẽ giúp anh chị quản lý cuộc họp tốt hơn, đó là tải xuống danh sách những người tham gia này. Đó. Và chúng ta có khóa và mở khóa cuộc họp này đấy thì khi tải xuống danh sách những người tham gia ấy, thì các anh chị dễ dàng kiểm soát xem là những ai tham gia cuộc họp này họ ra vào cuộc họp vào những khoảng thời gian nào này và với những cái cuộc họp mà kiểu đề cao tính chính xác về thời gian ấy, thì người tổ chức cuộc họp và người đồng tổ chức có thể chọn khóa cuộc họp của họ lại để ngăn chặn những người tham gia muộn rồi bên cạnh đó thì còn một số các cái tính năng khác cũng khá là hay chẳng hạn như là tính năng chia phòng họp này đi đó tính năng chia phòng họp này thì là một tính năng khá thú vị và giúp các anh chị có thể dễ dàng chia cuộc họp thành nhiều nhóm nhỏ khác nhau và cái việc chia phòng họp ý, thì vừa tạo được kết nối với mọi người vừa dễ dàng quản lý với số lượng lớn thành viên đó thì người dùng có thể tạo tối đa đến, lên đến 50 room trên cùng một cuộc họp ý, tạo điều kiện cho các cái cuộc thảo luận diễn ra suôn sẻ này rồi khuyến khích việc tham gia cùng nhau và thúc đẩy sự hợp tác giữa mọi người rồi ở đây cũng có một số cái tính năng khá là hay nữa chẳng hạn như là tạo không gian phòng họp ảo này đây là một cái tính năng uh, chúng ta sẽ sử dụng cái công nghệ gọi là công nghệ phân đoạn AI để đặt những người dùng trong cuộc họp vào một không gian ảo chung và điều này thì khiến uh, những người đang tham gia ấy, như là đang ngồi trong cùng một phòng họp với những người khác hoặc là như là uh, đang ngồi trên giảng đường chẳng hạn đấy nói cách khác này khi cái tính năng uh, cái tính năng này thì chúng ta sẽ gọi là Tether Mode ấy, được kích hoạt ấy, thì video của những người tham gia cuộc họp team sẽ xuất hiện trong một hậu cảnh thì giống như là một môi trường ảo đồng nhất. Thay vì mỗi người sẽ ngồi ở những cái phòng họp ở à, những cái địa điểm khác nhau với phong nền khác nhau. Và nhìn chung thì cái chế độ take remote này sẽ giúp cho cuộc họp trực tuyến trên team trở nên thú vị và chuyên nghiệp hơn. Rồi ở đây một cái tính năng cũng khá là hay nữa, đó là chúng ta có thể chúng ta có thể chia sẻ được màn hình này, cửa sổ này, bảng trắng này rồi các cái slide dạng như là uh, chúng ta chia sẻ cái powerpoint line này hoặc là cái excel line này. Uh, em lấy thí dụ đi chẳng hạn như là với whiteboard đi thì đây sẽ là một cái công cụ uh, tích hợp những tính năng mới mẻ chẳng hạn như là phát thảo này ghi chú này rồi vẽ hình này và đặc biệt là whiteboard này thì chúng ta có thể lưu trữ được đám mây và cái công cụ whiteboard bảng trắng này ấy, thì thật sự rất là giúp ích cho uh, công việc truyền tải nội dung này nhất là trong các cái cuộc họp online và các anh chị có thể thao tác cùng lúc trên công cụ này này, à, từ đó có thể truyền tải được những cái nội dung cũng như là ý tưởng của mình thông qua cái tính năng bảng trắng trên team để những người dùng khác họ có thể thấy. Rồi chẳng hạn như là với PowerPoint Live đi, thì trong team thì mang đến cho cả diễn giả này, rồi người xem một trải nghiệm trọn vẹn và hấp dẫn này. Đấy, thì PowerPoint Live này thì sẽ kết hợp các cái thành phần hay nhất của việc trình bày trong PowerPoint với tính năng kết nối và cộng tác của cuộc họp team. Đấy, thì vừa rồi chắc hẳn là các anh chị cũng đã hình dung được phần nào về các cái tính năng vượt trội rồi ưu việt của Teams. Ờ, nhưng mà hệ sinh thái Microsoft 365 thì đâu chỉ có Teams thôi, đâu chỉ có Teams đúng không ạ? Thì trong đó có rất nhiều các cái công cụ hay và hữu ích khác. Thì điển hình em nói ở đây đó là về SharePoint Online. Ờ, với SharePoint Online này, này ấy, thì chúng ta sẽ có hai cái tính năng chính thứ nhất là chúng ta sẽ sử dụng uh, SharePoint Online nhằm tạo ra các cái team site phục vụ cho các cái mục đích như kiểu lưu trữ này, rồi trao đổi và chia sẻ tài liệu uh, như là một hệ thống file server ấy thì cái cái ý này thì vừa nãy thì anh Lâm Tiến đã trình bày ở phần trước rồi do đó thì cái nội dung của em trình bày sẽ focus vào cái tính năng trình thứ hai đó là chúng ta có thể xây dựng một cổng thông tin nội bộ ở trên SharePoint Online uh, các anh chị có thể quan sát ở trên slide em đang chia sẻ ở đây đúng không ạ thì đây là một cái demo về một cổng thông tin nội bộ trên nền tảng SharePoint Online hay chúng ta gọi một cách khác đây là một trang internet portal à, các anh chị đã biết ý, thì đối với tổ chức doanh nghiệp thì cái nhu cầu lưu trữ này rồi trao đổi và chia sẻ những thông tin dữ liệu liên quan đến công việc là tất yếu đúng không ạ thì cái internet portal này sẽ giúp uh, mọi thông tin có thể được tập hợp này rồi lưu trữ trên cùng một nền tảng duy nhất đó là Microsoft 365 và từ đó cho phép truy xuất nhanh chóng với độ an toàn và bảo mật cao. Tất cả các cái thông tin trước uh, khi được đăng tải trên cái internet portal này thì đều phải trải qua nhiều bước kiểm duyệt nghiêm ngặt và đồng thời thì các thông tin này thì do chính những thành viên được phân công trách nhiệm thuộc nội bộ tổ chức doanh nghiệp đăng tải lên. Do đó thì cái tính chính xác ấy, và độ tin cậy phải nói là cực kỳ cao sẽ giúp giảm thiểu và loại bỏ các cái nguồn thông tin không chính thống này rồi tin giả này. Và cái Internet Portal này thì sẽ mang đến cái nguồn thông tin trong sạch lành mạnh cho toàn bộ cán bộ nhân viên. Đó, thì Internet Portal này thì cũng sẽ được sử dụng như một phương tiện truyền thông trong tổ chức doanh nghiệp. Ờ, tất cả các cái chính sách này, rồi quy định này, quy, quy trình làm việc này, rồi quan điểm của các nhà lãnh đạo này, mục tiêu của tổ chức doanh nghiệp ấy, thì đều có thể được công bố trên Internet Portal này. Và điều này thì sẽ giúp cho toàn bộ cán bộ nhân viên luôn được cập nhật liên tục này, nhanh chóng này, kịp thời chính xác rồi giúp mỗi thành viên trong tổ chức đều nắm được xem là ai đang làm gì này, họ có thể hiểu được bản thân mình làm gì này để hỗ trợ cho cái mục tiêu chung của tổ chức doanh nghiệp chẳng hạn. Rồi với một tổ chức doanh nghiệp thì sẽ luôn phải đối mặt với những cái biến động lớn từ thị trường hoặc là các cái nhân tố khác như là dịch bệnh này, về thiên tai này, về sự cố và nếu xảy ra những khủng hoảng do biến động ấy thì chẳng hạn như là khi mà có cái biến động xảy ra thì những cái lời động viên khích lệ của các lãnh cấp lãnh đạo ấy, thì cần kịp thời lan tỏa và sẽ những cái lời động viên khích lệ này thì sẽ giúp mọi thành viên trong tổ chức doanh nghiệp uh, có thêm động lực này lấy lại cân bằng này và uh, sẽ gia tăng sự gắn kết của các thành viên với nhau và gia tăng sự gắn kết của mỗi thành viên với tổ chức doanh nghiệp và từ đó thì cái chúng ta có thể nói một một cách uh, như thế này Đó là Internet portal này Sẽ tạo nên uh, Cũng sẽ hỗ trợ một phần Trong tạo nên một tập thể bền vững Và có khả năng vượt qua Những mọi biến động lớn đúng không ạ Rồi Thì cũng trong quá trình chuyển đổi số ấy Thì đặc biệt là trong môi trường Làm việc hiện đại là Modern Workplace ấy, Thì việc tăng cường trải nghiệm của nhân viên ấy Sẽ là điều được rất là nhiều tổ chức doanh nghiệp Quan tâm và đặt tầm quan trọng Lên hàng đầu và để thỏa mãn cái nhu cầu này của các tổ chức doanh nghiệp ý, thì Microsoft đã cho ra mắt một nền tảng chúng ta sẽ gọi là nền tảng kết nối hợp nhất hay là Viva Platform đây ạ uh, em có chia sẻ cái slide này đây là các thành phần chính của nền tảng kết nối hợp nhất thì để các anh chị có thể dễ dàng hình dung nhất về cái nền tảng kết nối hợp nhất này ý, tại vì thực ra cái Viva này cũng là, đang là gọi là tương đối xa lạ với cả các các anh chị trong các tổ chức doanh nghiệp của SMB. Đấy, thì một cách dễ hình dung nhất, ý, các anh chị có thể hiểu cái Viva Platform này sẽ là một nền tảng giúp tăng cường trải nghiệm của nhân viên và đặt con người làm trung tâm. Viva Platform này thì sẽ kết nối cán bộ nhân viên với thông tin công ty này, giúp họ hiểu sâu sắc về nơi làm việc này, họ hiểu về kiến thức và chủ đề cũng như là học tập. Trong khi những cái anh chị cán bộ nhân viên ý, Vẫn có thể theo kịp tiến độ công việc Và Viva uh, platform này Thì sẽ được hỗ trợ Cương, và... ơi, Cương ơi hình như là Anh chỉ thấy cái uh, Cái màn hình xe của em là chỉ có mới tới Cái phần tim mà Không biết là mọi người có thấy cái phần Cương đang chia sẻ không ta Cương đang ở phần Viva em... rồi anh À vậy dạ, hả Vậy chắc do cái mạng của anh rồi Dạ, ok dạ. rồi thôi, cảm ơn Dạ vâng, thế thì em xin phép tiếp tục nhé Thì cái Viva này ý, thì platform này sẽ được hỗ trợ bởi Microsoft 365 và người dùng sẽ trải nghiệm chủ yếu thông qua cái ứng dụng đó là Microsoft Team à, Cái Viva này thì sẽ có 5 thành phần chính à, về cái thành phần Internet hay chính là cái communication Side này ý, thì ở cái phần trên Chức năng và vai trò của Internet Portal ấy, thì em đã cập nhật ở phần trình bày trước đó. À, tiếp đến thì các anh chị có thể thấy là có những cái thành phần khác cũng rất là quan trọng. Chẳng hạn như là chúng ta sẽ có, đây là một cái mạng xã hội doanh nghiệp uh, nội bộ, Viva InGate. Ấy. Thì cái Viva InGate này có tên cũ là Yammer. Thì cái nhiệm vụ của cái Viva InGate này sẽ là giúp đội ngũ marketing và truyền thông nội bộ kịp thời cập nhật thông tin này. Rồi các cái tin tức, các cái thông báo đến toàn bộ nhân viên trong tổ chức. À, bên cạnh đó chúng ta sẽ có cái ứng dụng để xem tiêu điểm cá nhân đó là cái Viva Insight thì Viva Insight này sẽ giúp ghi nhận thói quen cộng tác trực tuyến của người dùng từ đó đưa ra những cái phân tích khuyến nghị này và những cái phân tích khuyến nghị đó thì sẽ nhằm cân bằng cân bằng công việc giữa công việc và cuộc sống ấy đồng thời thì khi mà uh, các anh chị nếu mà đầu tư thêm cái bản S Online của Viva Insight ấy, thì ứng dụng này sẽ cung cấp thông tin về thói quen làm việc của nhân viên cho quản lý trực tiếp của họ và các cấp lãnh đạo cao hơn và những cái insight này ấy sẽ giúp nhà quản trị có góc nhìn tổng quan về đội ngũ cán bộ nhân viên của mình và cuối cùng uh, à, xin em xin lỗi uh, cái thành phần thứ tư ấy, uh, chúng ta sẽ có một cái trình kết nối LMS uh, đây chính là cái Viva Learning đấy thì cái Viva Learning này sẽ, sẽ đóng vai trò là một cầu nối với các cái nguồn học liệu có sẵn trong kho của Microsoft Learn và LinkedIn Learning. Đấy là đối với cả các cái bản free đấy. Thì ngoài ra thì ứng dụng này còn hỗ trợ kết nối đến các cái nền tảng LMS khác và các cái đối tác cung cấp dịch vụ LMS đã được chứng nhận bởi Microsoft. Chẳng hạn như là chúng ta có các cái đối tác như SAP SuccessFactors này, chúng ta có Coursera này, Skinsoft này, Pluralsight này. EDX này, uh, Udemy này, go One này, vân vân rất là nhiều các cái uh, đối tác đã được Microsoft họ uh, chứng nhận đấy ạ. Và cái thành phần thứ năm cũng là cái thành phần cuối cùng và làm cái thành phần quan trọng uh, bậc nhất của cái nền tảng kết nối hợp nhất này. Đó là cái Viva Connection. Thì cái Viva Connection này sẽ đóng vai trò là một cái hub giúp uh, tập hợp và liên kết các cái thành phần trong Viva Platform lại với nhau. Uh, và Viva Connection này sẽ được xây dựng trên nền tảng SharePoint Online và được nhúng vào cái Teams của chúng ta như là một ứng dụng Team Apps. Viva Connection này thì các anh chị sẽ có thể thấy là sẽ bao gồm ba uh, thành phần chính đó là đây là dashboard này, đó. rồi chúng ta có cái phần resources này và cuối cùng là cái phần feed này. Đó, về cái ứng dụng Viva này, ý, những cái ứng dụng Viva này ý, thì các anh chị hoàn toàn có thể trải nghiệm ở trên team, các cái nền tảng như kiểu team ở trên web này, team desktop này và team mobile. Thì để các anh chị có những cái nhìn sâu sắc hơn ý, về nền tảng kết nối hợp nhất này, ý, thì em xin phép được đi đến cái phần đó là em sẽ demo và show cho các anh chị, để các anh chị hiểu rõ hơn về cái nền tảng kết nối hợp nhất này nhé. Đây ạ, thì em sẽ xin phép share lại. Rồi, uh, đây ạ, à, em uh, không biết là MC có thể xác nhận dùm mình là bạn đã thấy được cái phần, uh, cái màn hình mà mình đang share về cái phần uh, Viva Platform này chưa nhỉ? Đây là một cái màn hình team ấy. Vâng, à, em thấy rồi anh Ninh ạ. Microsoft dạ, Viva ừ. rồi đúng không ạ? Dạ. dạ, đúng rồi Cảm ơn MC ạ. Đó. thì đây là một cái tên mà, mà bên uh, Novetic bên em ấy đã dựng để demo cho các anh chị về cái các anh chị sẽ giúp các anh chị hiểu hơn về cái bộ công cụ uh, nền tảng kết nối hợp nhất hay chính là Viva Platform này đó thì ở đây các anh chị có thể thấy đây là chính là cái giao diện của một người dùng khi họ sẽ truy cập và họ sẽ thấy được một cái ứng dụng nó sẽ mang cái logo này và mang cái tên thương hiệu của tổ chức của chúng ta luôn đó, thì bản chất của cái ứng dụng này nó là một team app và nó sẽ có tên là Viva Connection. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể custom lại cái giao diện của à, về chưa hết là về cái tên đi và cái logo của ứng dụng này theo từng tổ chức của chúng ta luôn. Đó. Thì về cái giao diện của Viva Connection này thì các anh chị có thể thấy là sẽ có ba thành phần chính là dashboard, là resources này và cái phần feed này. Rồi, uh, trở lại cái với cái câu chuyện về cái internet lúc nãy đúng không ạ? Nếu mà ở đây thì chắc hẳn là các anh chị đã có những anh chị đã sử dụng uh, SharePoint online rồi ấy, thì các anh chị biết đấy, đó là để chúng ta có thể truy cập được một cái trang SharePoint site uh, thì chúng ta phải trải qua khá là nhiều thao tác đúng không ạ? Chúng ta phải mở một trình duyệt web này, chúng ta phải uh, nhập địa chỉ office.com này, sau đó chúng ta sẽ nhấn đăng nhập này, chúng ta nhập email password của tổ chức mình. Sau đó chúng ta sẽ mở cái portal Office 365 ra, chúng ta chọn SharePoint Online. Sau đó chúng ta lại sang SharePoint Online, chúng ta tìm kiếm, chúng ta search cái một cái trang, một cái SharePoint site cụ thể. Đúng không? Các anh chị thấy là cái việc này rất là nhiều thao tác phức tạp đúng không ạ? Thì Tuy nhiên ấy thì khi mà các anh chị đã sử dụng cái Viva này rồi ý, thì mình hoàn toàn không cần phải phức tạp mọi vấn đề lên như thế. Đây ạ, các anh chị có thể thấy là ở cái góc trên cùng của bên phải của cái Viva connection này không ạ? Đây ạ, có một cái đường link luôn đó. Thì chúng ta click vào đây. Đó. Đây, thì các anh chị có thể thấy là ngay lập tức khi mà em có cái thao tác em click chuột ấy thì em đã được di chuyển sang cái trang internet này rồi. Đó, đúng không ạ? Thì trước đây cái trải nghiệm của chúng ta cái trải nghiệm truyền thống ấy sẽ là ở trên một cái web browser kiểu Chrome, Firefox hoặc là Opera đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể mang và nhúng được cái trang internet trên cái nền tảng SharePoint này lên trên cái team rồi, đó. Và khi mà chúng ta muốn trở lại cái portal của Viva đúng không ạ? Viva connection đấy thì cũng rất là đơn giản, chỉ với một thao tác click chuột thôi. Đây, chúng em sẽ nhấn vào cái biểu tượng Viva là em đã trở lại được với cái dashboard chính của uh, của cái Viva connection rồi. Rồi, uh, tiếp theo em sẽ nói thêm về cái phần các cái thành phần chính của cái Viva Connection này. Đầu tiên là về dashboard đi. Đó, các anh chị có thể thấy cái dashboard này thì bản chất của nó là gì? Thì thực ra ấy, cái dashboard này chúng ta có thể coi là tập hợp các cái công cụ kỹ thuật số mà mọi người dùng trong tổ chức đều cần. Đó, các anh chị có thể thấy ở đây có rất cái dashboard này có rất nhiều là một hệ thống rất nhiều các cái thẻ đúng không ạ? Thì vai trò của cái dashboard này ấy, sẽ là nơi tập hợp và giúp người dùng trong tổ chức của chúng ta kết nối đến uh, rất là nhiều nguồn khác nhau. Chẳng hạn như là chúng ta sẽ kết nối đến các cái ứng dụng của Microsoft 365 Team App thì các anh chị có thể thấy là ở trên cái demo em đã chia sẻ ấy, chúng ta có thể kết nối đến ứng dụng MS Form này, đến Power BI này, đến Stream này. Rồi chúng ta kết nối đến các cái ứng dụng khác của bộ Viva chẳng hạn như là mạng xã hội doanh nghiệp Viva Engage này. Xem tiêu điển cá nhân, Viva Insight. Rồi ứng dụng tìm kiếm tài liệu học tập là Viva Learning. Đó. Rồi ngoài ra chúng ta kết nối đến các cái uh, team app khác. Chẳng hạn như là Approval. Thì lát nữa em sẽ demo cho các anh chị về cái Approval này. Rồi chúng ta kết nối đến các... Uh, ừ, trong cái... Câu chuyện chuyển đổi số của chúng ta ấy, thì sẽ, chúng ta sẽ có một cái phần đó là chúng ta sẽ xây dựng ra các cái mini app, ấy, các cái ứng dụng low code bằng cái nền tảng vào Platform, chẳng hạn như là chấm công đặt phòng đặt xe. Đó, thì chúng ta cũng có thể hoàn toàn chúng ta xây dựng các cái ứng dụng đấy bằng Power Platform. Sau đó chúng ta sẽ uh, deploy cái ứng dụng đấy thành một cái team app và chúng ta sẽ đẩy lên trên cái uh, ứng dụng team như thế này để cho người dùng họ có thể trực tiếp trải nghiệm những cái mini app đó ở trên cái nền tảng Teams này luôn. Đó, chẳng hạn như là em lấy thí dụ này ở đây, em có một cái, đây, đây là một cái con chatbot em đã uh, deploy bằng cái uh, Power Virtual Agent của Power Platform ấy, đó, đấy, thì chúng ta có thể trực tiếp tương tác với con chatbot này ở trên cái Viva ở trên team luôn. Rồi, cũng chỉ với một tác click chuột là chúng ta đã trở lại được cái phần dashboard rồi. Ngoài ra ấy, thì cái dashboard này cũng sẽ đóng vai trò là nơi kết nối đến các cái gọi là những cái ứng dụng này, các cái tài nguyên và các cái đường link nội bộ của tổ chức. À, em lấy thí dụ, chẳng hạn như là chúng ta sẽ kết nối đến cái cộng đồng Yammer hay là Viva Ingate ấy, của cả công ty này, rồi chúng ta có những người thư viện tài liệu này, đó rồi chúng ta có những hòm thư góp ý này, hay là các cái hoạt động kinh doanh, đây em thử click vào thẻ hoạt động kinh doanh này để các anh chị thấy này, đúng không ạ, thì cái demo này về hoạt động kinh doanh này, thực chất là em đã tạo một cái báo cáo uh, từ một file Excel ở trên cái Power BI Desktop, sau đó thì em... Uh, đã public cái báo cáo này lên trên cái dịch vụ Power BI Service và sau đó em sẽ nhúng trực tiếp trở lại cái SharePoint. Đó, thì các anh chị có thể thấy với cách làm này thì chúng ta có thể đưa được cái report này trực tiếp lên trên cái team đúng không ạ? Đó, thì người dùng họ hoàn to toàn họ có thể tương tác. Đây là một cái báo cáo động luôn nhé các anh chị. Đó. Và chúng ta có rất nhiều các cái scenario khác nhau cho cái dashboard này nữa. Đó, chẳng hạn như là chúng ta kết nối đến những cái trang web public của cả tổ chức này chúng ta kết nối đến fanpage facebook này chúng ta kết nối đến youtube rồi zalo tiktok instagram đó vân vân rất là nhiều các cái nguồn uh, tài nguyên của tổ chức rồi thậm chí là những cái ứng dụng như kiểu it helpdesk này rồi e office này nếu mà các anh chị mua của uh, các cái giải pháp khác ấy thì mình có thể đặt đường link ở đây để chẳng hạn như là với những user mới onboarding đi đó họ chưa tìm chưa biết và họ không không biết nơi để họ có thể tìm kiếm các tài nguyên tổ chức ấy. chúng ta có thể gom lại và đưa hết lên phần dashboard này đó thì user chỉ cần biết là họ đăng nhập vào team là họ sẽ tìm thấy tất cả các cái tài nguyên của tổ chức rồi thì một cái thành phần cũng có thể nói là cũng rất là quan trọng của cái cái viva này ấy, đó là cái cái viva connection này đó là cái phần resource đây thì các anh chị thấy là cái phần resource này ấy, em đang xây dựng theo một cái gọi là cơ cấu phòng ban của tổ chức luôn đây, chẳng hạn như là với mỗi phòng đi, phòng nhân sự này, phòng kế toán này, chúng ta có size này. Trong từng phòng thì chúng ta có bộ phận và mỗi bộ phận này có một size riêng. Đó, thì khi mà người dùng họ trải nghiệm cái ứng dụng Viva Connection này ở trên team ấy, đây, họ chỉ cần click vào. Chẳng hạn như là với một user thuộc bộ phận đào tạo, phòng nhân sự đi, họ click vào đây. Rồi, đó, thì họ ngay lập tức họ truy cập được cái sai làm việc của phòng ban hay là bộ phận của họ trên cái nền tảng Teams này và bách trở lại cái giao diện của VIBA rất là đơn giản thôi đúng không ạ cũng một thao tác click chuột thôi đó thì ngoài ra ngoài cái phần navigation này chúng ta sẽ điều chỉnh và xây dựng ấy thì ở đây ấy, cái Viva này cũng sẽ tích hợp AI thì ở đây sẽ có một cái phần đó là frequent và phần follow size này thì AI tích hợp sẵn rồi sẽ được cá nhân hóa cái phần giao diện frequent size và follow size này cho từng người dùng tức là người dùng nào họ truy cập vào cái site nào thường xuyên hay là họ follow cái site nào ấy thì cái phần giao diện frequent site và follow site này sẽ cá nhân hóa cho từng user và cái thành phần cuối cùng của cái Viva Connection này đó là cái phần feed này thì cái phần feed này các anh chị có thể hiểu và hình dung nó tương tự như feed của các cái mạng xã hội khác chẳng hạn như là Facebook đấy đó thì cái phần feed này sẽ đóng vai trò là một nơi để giúp người dùng trong tổ chức cập nhật những cái tin tức chẳng hạn như là các anh chị có cái trang internet này các anh chị đăng những bài bản tin truyền thông lên đây rồi hoặc là các anh chị đăng những cái bản tin ở trong các cái cộng đồng viva Engage, mạng xã hội doanh nghiệp ấy, đó thì nó sẽ cái hệ thống sẽ tự động lấy những cái bài đăng và sẽ cá nhân hóa cho từng user lên trên cái phần feed ở đây rồi, uh, tiếp đến thì em sẽ thử demo thử về một cái ứng dụng đó là Approval ở trên cái phần Dashboard này nhé. Đây, thì em sẽ chọn vào cái phần uh, CEO này đi. Rồi, sau khi em chọn vào cái phần CEO ấy thì em sẽ thấy được tất cả các cái uh, thẻm em đã tích hợp lên trên cái phần Dashboard này. Và em sẽ chọn cái ứng dụng đó là Approval này. Đó, thì các anh chị có thể thấy là nãy giờ cái trải nghiệm của em đều ở trên cái ứng dụng Team đúng không ạ? Đó, đây, em đã được link sang cái ứng dụng Approval này rồi chẳng hạn như là bây giờ đi em có một cái nhu cầu tạo một cái request để về một cái vấn đề trong công việc đi thì em sẽ chọn vào cái phần new approval request ở đây và em sẽ chọn vào cái phần basic request nhé đó thì ở đây em sẽ đặt tên cho cái request của em chẳng hạn như là em sẽ đặt là xin phê duyệt công việc chẳng hạn đó thì ở đây tiếp theo là em sẽ chọn vào cái người approval tức là người sẽ phê duyệt đúng không ạ rồi. Thì ở đây em sẽ nhập một user, chẳng hạn như là uh, set của em là user001 đi. Đó thì em sẽ nhập user001 vào. Ở đây, tiếp theo em sẽ xét được cái mức uh, priority, chẳng hạn như là medium này, important này. Chẳng hạn như là đây là một cái uh, em thấy là một cái request rất là quan trọng thì em sẽ để important đi. Và ở đây thì em sẽ nhập một số cái detail uh, gọi là CN vào. Thì uh, chẳng hạn như là em nhập đó là xin phê duyệt gấp đi. Ờ, trước ngày 2 năm tháng 11 à rồi. Ok. Rồi, ở đây thì sẽ có một cái nút giúp em có thể là em đính kèm các cái tài liệu liên quan đến cái request này. Đây, chẳng hạn như em sẽ chọn vào S cái attachment này, rồi em sẽ chọn vào cái phần đó là em up từ máy tính lên đi. em có một cái tài liệu làm việc dự án A chẳng hạn đây em sẽ upload đó thì các anh chị thấy là ngay lập tức là cái tài liệu đã được đính kèm vào trong cái request này đúng không ạ rồi sau đó em sẽ chọn và em chọn send để gửi đi rồi các anh chị sẽ đợi em một lát nhé em sẽ share lại cái màn hình của cái bạn user 001 này tức là cái bạn sẽ phê duyệt cái request này Dạ, rồi. Đây ạ, đây thì các anh chị có thể thấy đây chính là cái giao diện của bạn user 001 này. Và khi mà em đã gửi một cái request ở bên uh, phía em đi thì ở trên cái activity ở trên Teams của bạn user 001 này ấy, sẽ có một cái notification và bạn sẽ chọn vào đây. Các ạ? thì các anh chị thấy ở đây sẽ là sẽ hiện một cái thông báo đó là Ninh Hà đã gửi một cái request. Đúng không ạ? thì bạn user 001 này bạn sẽ chọn vào cái phần uh, activity và bạn sẽ click vào cái notify đó và bạn sẽ thấy được cái phê xin duyệt công việc này từ em gửi đến đúng không ạ đây thì sẽ có được tên này uh, được những cái chú thích này rồi những cái tài liệu này và đặc biệt ở đây thì sẽ có sẽ hiển thị cả cái luồng quy trình ở đang chạy từ đâu đến đâu luôn đấy đó rồi ở đây thì cái bạn user 001 này bạn sẽ có hai cái tùy chọn đó là bạn có thể là reject hoặc là bạn là Approval hoặc là à, và các bạn ấy đặc biệt là bạn có thể reassign lại chẳng hạn như là nếu mà bạn user 001 này bạn chẳng hạn chưa đủ quyền hạn để bạn phê duyệt cái request này thì bạn có thể reassign lại cái request này đến một cấp cao hơn chẳng hạn đó rồi chẳng hạn ở đây là bạn user 001 này bạn sẽ chọn là approval đi đó thì chúng ta sẽ đợi một chút thôi thì sẽ có một cái notify trên cả cái team của bạn user 001 này và trên cả cái team của em tức là Ninh Hà đó đó sẽ có một cái gọi là final status tức là sẽ thông báo về cái việc cái trạng thái cuối cùng của cái phê duyệt này. Rồi. Okay. thì đó là những cái chia sẻ của em về các cái công cụ chẳng hạn như là, là team về sharepoint về viva platform thì chắc hẳn là các anh chị cũng đã thấy được những cái lợi ích của những cái công cụ này trong quá trình chúng ta chuyển đổi số và chúng ta um, ứng dụng cho user đúng không ạ thì để tiếp nối chương trình ấy thì chắc là em xin phép được nhờ anh Tiến sẽ chia sẻ những câu chuyện thực tế hơn với các anh chị uh, em mời anh Tiến ạ rồi ok cảm ơn Ninh Dạ, rồi à, thì à, thì vừa rồi thì bạn Ninh cũng có chia sẻ các anh chị về những cái tính năng của uh, Shop Team hay là Microsoft Viva nó có trong cái gói oh, Microsoft 365 hết các anh chị à, <laughs> à, thì à, trong cái à, trong cái Microsoft 365 á, ngoài những cái tính năng à, như mà tụi em vừa mới chia sẻ ra đó thì nó còn có thêm một cái bộ một cái bộ sản phẩm một cái bộ công cụ nó cũng khá là hữu, hữu ích À, cái bộ sản phẩm đó nó tên là power platform hả các anh chị. Dạ. Thì à, thì cái việc mà chúng ta thực hiện những cái việc chuyển đổi số cho doanh nghiệp á thì thông thường chúng ta sẽ làm đó là chúng ta sẽ số hóa những cái quy trình, số hóa trước những cái quy trình của chúng ta đang có những cái quy trình giấy. À, thì à, ví dụ như những cái quy trình về phê duyệt tờ trình, về xin nghỉ phép đi. À, thì à, trong cái microsoft tim bạn nên vừa có chia sẻ nó có một cái approval nó cũng đã đáp ứng được một cái phần nào về cái tính năng đó tuy nhiên chúng ta muốn nó cụ thể hơn à, chúng ta muốn nó là một cái ứng dụng cụ thể hơn vì cái approval này nó chưa có đáp ứng được hết những cái nhu cầu của bên bên doanh nghiệp của chúng ta thì cái Microsoft platform Power Platform này nè nó sẽ đáp ứng được cái chuyện đó cho chúng ta thì trong cái Power Platform này nó có bốn cái công cụ chính cái công cụ thứ nhất đó là Power App. thì Power App nó là cái chỗ mà để chúng ta có thể là À, chúng ta thiết kế được những cái giao diện cho cái ứng dụng của chúng ta, à, chúng ta thiết kế những cái giao diện theo đúng những cái uh, yêu cầu nhu cầu của chúng ta. À, ngoài ra thì nó còn có thêm cái Power Virtual Agent, à, thì cái này nó nó tương tự giống như một cái con chatbot vậy đó. Chúng ta có thể uh, tích hợp nó vào trong cái cái ứng dụng của chúng ta luôn. À, và nó có thêm một cái gọi là Power Automate, thì cái Power Automate này nó chính là cái để mà chúng ta thực hiện những cái quy trình của chúng ta ở trên cái ứng dụng của chúng ta. Đó. À, khi mà chúng ta thiết kế một cái giao diện rồi thì chúng ta cần một cái 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 gì đó để mà nó xử lý những cái luồng uh, quy trình của chúng ta thì cái power automate này nó sẽ làm được cái chuyện đó. Thì uh, cuối cùng đó, nó là power bi thì cái power bi này thì chắc các chị cũng khá là quen thuộc với nó rồi ha. Thì cái này nó dùng để mà nó visualize những cái uh, cái dữ liệu của chúng ta lên để mà chúng ta có thể là xem được những cái báo cáo mà nó theo thời gian thật. dạ rồi thì 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 thông thường khi mà chúng ta số hóa những cái, cái quy trình đó, thì chúng ta sẽ có những cái phương án à, nó như sau. À, dạ rồi thì cái phương án đầu tiên á thì à, thì chúng ta thường tìm tới cái việc là chúng ta sẽ mua những cái sản phẩm mà nó đang có sẵn trên thị trường đó. Chúng ta đang mua những cái sản phẩm có. thì cái cái phương án này á thì nó sẽ có một cái ưu điểm là cái thời gian của chúng ta triển khai nhanh. Chúng ta chỉ cần mua về thôi và chúng ta triển khai là chúng ta có để sử dụng rồi à, chúng ta không cần phải uh, mất nhiều thời gian để mà làm cái việc triển khai đó. Tuy nhiên á thì cái phương án này nó lại có một cái nhược điểm đó là cái những cái sản phẩm mà nó có sẵn trên thị trường á thì nó sẽ thường thường là nó sẽ viết theo cái kiểu là chung chung, à, nó sẽ được uh, viết theo cái kiểu chung chung, nó không có uh, không có phù hợp hoàn toàn với cái nhu cầu của chúng ta có thể là có những cái tính năng mà chúng ta cần mà nó không có nhưng mà có những cái tính năng chúng ta không cần thì nó lại có rất là nhiều thì đôi lúc nó lại làm ảnh hưởng tới cái bờ cái performance của cái ứng dụng tại vì nó quá nhiều cái ứng dụng cái tính năng mà chúng ta không cần tới à, à, ngoài ra thì cũng có một cái phương án đó là chúng ta có thể là chúng ta à, tự xây dựng một cái ứng dụng riêng cho doanh nghiệp của chúng ta để mà chúng ta sử dụng thì cái phương án này á, thì nó lại rất là phù hợp với cái nhu cầu của doanh nghiệp chúng ta ha thì cái ứng dụng chúng ta tự viết ra chúng ta tự định nghĩa ra những cái gì mà chúng ta cần rồi chúng ta viết lên cái ứng dụng đó, đó. thì nó rất là phù hợp với doanh nghiệp chúng ta tuy nhiên á đối với những cái giải pháp trước đây những cái giải pháp khác truyền thống á thì để mà chúng ta có thể custom được một cái app cho doanh nghiệp của chúng ta viết được một cái app cho doanh nghiệp của chúng ta thì chúng ta cần phải đầu đầu tư rất là nhiều hai các anh chị chúng ta cần phải đầu tư một cái team về về lập trình để mà có thể là ngồi đó rồi viết lên những cái app phục vụ cho những cái nhu cầu của doanh nghiệp của chúng ta ngoài ra thì chúng ta cần phải đầu tư một cái hệ thống về server hay là lưu trữ rồi chúng ta cần phải backup những cái hệ thống đó đó thì thì nó cũng khá là tốn rất là nhiều chi phí hết các anh chị dạ rồi thì cái phương án cuối cùng À, là chúng ta sẽ sử dụng những cái uh, chúng ta sẽ sử dụng những cái uh, giải pháp uh, low cost, no cost để mà chúng ta xây dựng những cái uh, ứng dụng cho doanh nghiệp chúng ta, chúng ta số hóa những cái quy trình uh, cho doanh nghiệp của chúng ta. Thì cái low cost, no cost này á uh, nó là một cái giải pháp mà giúp cho chúng ta có thể xây dựng được một cái ứng dụng nó 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 hiệu quả và nó nhanh chóng mà nó không đòi hỏi là Ờ, chúng ta phải có quá là nhiều cái uh, kiến thức về, về lập trình về chuyên môn. Đó. Chúng ta có thể là sử dụng những cái giải pháp low code, no code này xây dựng một ứng dụng nó rất là nhanh và nó không đòi hỏi chúng ta là sẽ phải đầu tư một cái hệ thống server ở bên dưới để mà vận hành cái giải pháp đó. Thì cái giải pháp low code, no code đó nó chính là cái power platform ở các anh chị. Đó. Thì trong Microsoft họ cung cấp cho chúng ta cái power platform để mà chúng ta thực hiện được cái việc đó thì cái power platform này á khi mà chúng ta, khi mà các anh chị mua một cái license của Microsoft 365 à, thấp nhất là cái gói business uh, basic đi thì nó cũng đã được tích hợp sẵn cái power platform này rồi đó, nó free trên tất cả các uh, gói sản phẩm của Microsoft luôn à, thì uh, chúng ta khi mà chúng ta mua một cái sản phẩm uh, thấp nhất của Microsoft 365 thì chúng ta đã có cái power platform này để chúng ta sử dụng Và dạ rồi thì thì những cái ưu điểm mà em vừa mới chia sẻ đó là cái chi phí thấp, thì chúng ta nó đã được tích hợp sẵn trong cái Microsoft 365 rồi, chúng ta không cần phải đầu tư thêm chi phí. Rồi cái thời gian triển khai thì nó cũng sẽ nhanh chóng hơn và nó sẽ dễ dàng để chúng ta có thể thay đổi custom hơn trong cái thời gian sắp tới. Ví dụ như chúng ta viết những cái quy trình mà bây giờ thì nó phù hợp nhưng mà trong cái tương lai thì có thể là nó sẽ không còn phù hợp nữa thì chúng ta cũng có thể là dễ dàng để mà chúng ta thay đổi để cho nó phù hợp với cái tình hình của chúng ta trong tương lai. À, nó thì giúp cho chúng ta xử lý rất là tốt những cái quy trình giấy đó. chẳng hạn như là những cái quy trình về phê duyệt tờ trình về xin nghỉ phép về uh, xin duyệt công tác phí đồ này nọ đó thì cái power platform này nó cũng hỗ trợ chúng ta rất khá là tốt nó đơn giản hóa cái business project à, đó ngoài ra thì nó cũng không cần cái hạ tầng để vận hành như em vừa mới chia sẻ và nó hỗ trợ đa nền tảng các anh chị chúng ta viết một cái ứng dụng ở trên power platform và chúng ta sử dụng được cả trên uh, Uh, web nè trên uh, trên Microsoft Teams chúng ta có thể tích hợp vào sẵn trong Microsoft team chúng ta có thể là sử dụng được trên mobile trên Mac OS rồi các hệ thành đều được hết uh, nó và đặc biệt là nó dễ dàng kết nối tới những cái hệ thống hiện có đó. nó dễ dàng kết nối tới những cái hệ thống hiện có của chúng ta nó có thể kết nối tới những cái hệ thống đang có và nó lấy những cái data sụt trên đó uh, dạ Uh, thì uh, thì ở đây em cũng có một cái chia sẻ là ví dụ như trong doanh nghiệp của chúng ta đã có một cái hệ thống ERP rồi và cái hệ thống ERP này qua một cái khoảng thời gian sử dụng chúng ta muốn nâng cấp đó là chúng ta muốn cải tiến thêm một vài cái tính năng tuy nhiên á, để mà cải tiến những cái tính năng trong cái ERP như vậy á, thì nó khá là mất là nhiều thời gian và nó đòi hỏi chúng ta phải đầu tư về phần nhân sự cũng như là chi phí rất là nhiều hả các anh chị cải tiến một cái ERP nó không phải là đơn giản thì chúng ta có thể sử dụng những cái à, ứng dụng được xây dựng trên cái power platform này nè để mà chúng ta thêm những cái tính năng còn thiếu trong cái ERP này à, cái power platform này nó kết nối tới những cái dữ liệu hiện có của ERP để mà nó 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 nó, 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 nó hoạt động hết anh chị dạ rồi cuối cùng thì uh, thì cái power platform này nó được nằm trong cái hệ sinh thái của Microsoft 365 cho nên là nó cũng được thừa hưởng những cái tính năng bảo mật của Microsoft 365 luôn đó. Dạ rồi thì vừa vừa rồi thì tích bên em trong cái thời gian vừa rồi thì cũng có vinh dự được, được được hợp tác, được hợp tác với những cái đối tác bên em, những cái khách hàng bên em để triển uh, khai trong để tham gia vào những cái dự án chuyển đổi số của bên đó của bên họ thì uh, những cái khách hàng này thì nó cũng uh, rất có nhiều cái quy mô đó, từ những cái doanh nghiệp hoạt động trong những cái lĩnh vực tài chính chẳng hạn như là Techcombank hay là VIP hay là những cái doanh nghiệp nó hoạt động trong những cái lĩnh vực như là chăm sóc sức khỏe đó, và những cái uh, cái công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thì bên em cũng có tham gia vào những cái dự án để mà uh, số hóa những cái quy trình để mà giúp cho doanh nghiệp có thể là chuyển số chuyển đổi số một cách thành công thì thì đây là những cái tổng hợp những cái quy trình mà bên em thường thường hay triển khai cho khách hàng của bên em thì nó bao gồm những cái quy trình như là quy trình quy trình mua hàng đấu thầu quy trình phê duyệt công tác phí quy trình xin nghỉ phép hay là những cái quy trình về từng tra kiểm tra quy trình xin ra sớm và trễ của công ty đó, quy trình đăng ký khách thì đây là những cái quy trình mà bên em đã và đang triển khai cho khách hàng của bên Novin À, dựa trên cái nền tảng Power Platform. À, à, dạ rồi thì à, sau đây chắc em cũng sẽ xin chia sẻ à, một cái demo nhỏ về cái ứng dụng à, xin nghỉ phép mà bên em à, à, đã triển khai cho khách hàng của Novintis. mọi người chờ em tí nha để em mở cái ứng dụng nó lên cái Vâng ạ, trong lúc chờ anh Tiến thì em cũng xin lưu ý là mọi người có thể gửi các câu hỏi vào phần bóc chat ạ. Thì sau phần chia sẻ các diễn giả thì sẽ đến phần Q&A ạ. Và ngoài ra thì mọi người cũng nhớ, anh chị nhớ điền link form khảo sát để có thể tham dự phần Lucky Draw ở cuối chương trình ạ. À, dạ rồi, mọi người thấy cái màn hình của em chưa? Cái màn hình chia sẻ của em chưa? Em đã thấy rồi anh Tiến ạ. Ok, thì đây là một cái trang Microsoft 365 User Portal à mà khi mà chúng ta sử dụng Microsoft 365 thì chúng ta thường hay truy cập vào. ha. Thì như các anh chị thấy ở đây bên em cũng đã triển khai một cái ứng dụng nó gọi là quản lý nghỉ phép. À, thì chúng ta chỉ cần click vào cái ứng dụng này thì nó sẽ mở ra cho chúng ta một cái ứng dụng dựa trên cái nền tảng Power Platform. Dạ, rồi thì đây là cái giao diện chính của cái ứng dụng thì nó sẽ có gồm hai phần phần đầu tiên đó, là cái phần để mà chúng ta có thể là uh, submit chúng ta tạo những cái uh, yêu cầu những cái request và cái phần thứ hai đó, là cái người manager sẽ là cái người đăng nhập vào để mà phê duyệt cho những cái yêu cầu đó thì, uh, thì ở đây mọi người thấy là tại vì uh, sao mà em có hai cái uh, nút đăng nhập như thế này tại vì em đang đăng nhập vào cái user của manager thì thì cái manager thì họ cũng có cần phải tạo những cái request cho nên là nó sẽ có luôn cái nút để mà tạo request đó. tuy nhiên nếu như mà những cái user bình thường không phải là manager thì khi mà đăng nhập vào cái ứng dụng này khi mà sử dụng cái ứng dụng này thì họ chỉ thấy được cái chỗ là để tạo request thôi họ không có cái chỗ để mà phê duyệt cho những cái request đó, đó. thì uh, trước tiên em sẽ vào trong cái phần uh, tạo những cái yêu cầu uh, tạo những cái request thì như mọi người thấy đây là cái giao diện chính của cái ứng dụng bên em thì trong đây nó sẽ có những rất là nhiều cái thông tin, à, nó có những cái thông tin ví dụ như là nó có số phép năm chúng ta còn lại đó, à, rồi à, những cái ngày mà chúng ta nghỉ ốm hay sao đó nó tổng hợp được rất là nhiều cái thông tin như mọi người thấy ha, thì à, những cái thông tin này á, à, thường thường thì em thấy là trong doanh nghiệp của mình nó nó mọi người à, thường hay à, quan tâm tới những cái thông tin này, dạ, rồi thì à, thì ở dưới đây nó sẽ list ra cho chúng ta những cái request mà chúng ta đã tạo trước đó. đó chẳng hạn như là chúng ta tạo ra những cái request uh, nghỉ ốm trước đó. Thì ở đây mọi người thấy ha, thì mỗi user khi mà đăng nhập vào thì họ sẽ thấy được những cái request mà chúng ta của người đó đã tạo thôi, họ không thấy được những cái request của người khác. Rồi để mà tạo được một cái request thì chúng ta click vào trong cái nút là create request này ha để chúng ta tạo một cái request. Thì trong đây nó sẽ có những cái thông tin nó yêu cầu chúng ta nhập vào. Đó, thì đầu tiên thì nó cần chúng ta phải nhập vào cái request title. Ở đây ví dụ như em xin là em nghỉ uh, nghỉ phép uh, phép năm đi. Đó. Rồi, khi mà em nghĩ như vậy thì uh, sẽ yêu cầu em đưa ra cái lý do thì cái lý do của em là xin nghỉ phép năm từ uh, từ ngày ngày bao nhiêu ta? Hôm nay là ngày uh, 22, uh, 22 em cho nó là ngày thứ hai đi ha. Ngày thứ hai là sẽ là ngày 27. Em chọn là ngày 27 ha anh chị. Từ ngày 27 đến uh, hết ngày 28 tháng uh, 11 năm 2023. Đó. Thì mọi người thấy uh, ở đây thì uh, nó sẽ cho chúng ta chọn là Chúng ta nghỉ buổi sáng, nghỉ buổi chiều hay là chúng ta nghỉ cả ngày. Thì ở đây em chọn nghỉ cả ngày. Rồi, chúng ta sẽ chọn cái ngày mà chúng ta bắt đầu nghỉ. À, em lấy ví dụ như hôm nay là ngày 23 đi. Nhưng mà cái công ty của chúng ta quy định là khi mà xin nghỉ phép như vậy á, thì phải xin trước 3 ngày. Đó, xin trước 3 ngày, 4 ngày đó thì tùy vào cái yêu cầu của công ty. Thì em lấy ví dụ như hôm nay là ngày 23, em chọn là ngày 24 ngày 24 em nghĩ tới ngày uh, 26 đi thì các anh chị thấy uh, trên cái ứng dụng này nó sẽ thông báo chúng ta <laughs> là cái yêu cầu phải được thực hiện trước 3 ngày đó. còn nếu như mà đây là một cái yêu cầu mà khẩn cấp á nghĩa là trong trường hợp mà chúng ta có những cái việc khẩn cấp mà chúng ta cần phải xin nghỉ á thì chúng ta có cái nút là for Asian request only thì chúng ta click vào đây thì lúc đó nó mới cho phép chúng ta là tạo trước thì uh, ở đây em sẽ tạo từ ngày 26 27 em bảy đến hết ngày 28 ha. Đó, à, nhưng mà người thấy thì khi mà em chọn đáp ứng được cái nhu cầu là 3 ngày như vậy á thì nó sẽ không hiện cái dòng cảnh báo nữa. Thì uh, nó còn cho phép chúng ta là chúng ta có thể upload lên những cái uh, cái file như trong cái yêu cầu nghỉ phép của doanh nghiệp chúng ta yêu cầu là phải uh, có những cái uh, cái file mới xin nghỉ phép hay sao đó, mới cho phép việc duyệt cho nghỉ thì sẽ upload lên ở đây em ví dụ em sẽ upload lên một cái file hình ảnh đi. Uh, em upload lên một cái file hình ảnh đây em lấy ví dụ em upload lên một cái file hình ảnh thì người thấy là cái file hình ảnh của em nó đã được upload lên rồi uh, và em chỉ việc bấm là em submit cái request này để mà cái người quản lý của em phê duyệt thì khi mà em bấm submit á, thì cái ứng dụng này nó sẽ hỏi em là có có chắc là muốn submit cái này hay không thì nếu mà em chắc chắn thì em bấm yes ha Dạ rồi, thì sau khi mà em bấm Z em submit cái yêu cầu của em rồi á thì mọi người thấy ở trên cái danh sách này á nó đã xuất hiện cái yêu cầu em mới vừa tạo. Cái yêu cầu này á à, nó có cái tên là xin phép năm ha, xin nghỉ phép năm. Rồi cái à, cái tha của nó cũng là phép năm. À, từ ngày 27 tới ngày 28 à, tổng cộng là hai ngày và từ ngày 27 tới ngày 28 tổng cộng là hai ngày và nó đang nó được review bởi cái người cái người manager của chúng ta thì do ở đây là em đang nhập vào đúng cái user này luôn cho nên là em sẽ là cái người review này luôn ha tí xíu nữa em sẽ demo cho mọi người coi và cái status nó sẽ hiển thị là đang đang chờ đang chờ cái người manager này review đó thì đó là cái bước mà chúng ta tạo một cái request trong cái ứng dụng là quản lý nghỉ phép của được xây dựng trên cái nền tảng bao quả các anh chị. dạ rồi thì tiếp theo sau đây thì em cũng sẽ xin đăng nhập vào trong cái giao diện của người quản lý để em đề cái cái tính năng về phê duyệt cho mọi người xem. Dạ rồi thì cái giao diện của cái người quản lý thì mọi người thấy ở đây à, ở đây nó sẽ có những cái thông tin như là những cái à, cái request mà em cần phải phê duyệt đó, nhưng người thấy là cái xin nghỉ phép năm em vừa mới tạo và em cần phải phê duyệt ở đây nó cũng chưa rất là đầy đủ thông tin ha đó, nó chưa đầy đủ thông tin và ngoài ra thì nó cũng giúp được cho em là trong đây là nó có in z nè những cái nào đã approve hay là đã từ chối cần update hay là đã được cancel đó rồi thì uh, ví dụ em chọn vào Android Z đi thì em click vào trong cái cái request mà khi nãy em vừa mới tạo thì mọi người thấy trên đây nó có những cái thông tin nó có những cái thông tin mà khi nãy em tạo nó có hết trên đây và nó có luôn cả cái file mà em attach khi nãy mọi người có thể click vào và mình xem cái file này rồi thì thì trên đây trên đây nó cũng có một cái thanh để mà chúng ta có thể là theo dõi được cái cái trạng thái của cái cái request này đó ví dụ như là cái người tạo là cái người nào cái người submit từ người nào vào cái ngày nào vào giờ nào nó hiển thị lên đây luôn và nếu như mà chúng ta approve thì ngay đây nó cũng hiển thị cái thông tin approve luôn và nó hiển thị luôn cả cái tên cái tên của cái user do ở đây là em sử dụng chung một user cho nên là nó hiển thị chung nhưng mà nếu như mà khi mà chúng ta triển khai thực tế thì cái người tạo là người nào cái tên ở đây nó sẽ hiển thị để chính xác cái tên đó Dạ rồi thì thì đối với cái request này thì em sẽ có ba uh, cái hành động để mà em uh, uh, <laughs> em phê duyệt cho cái request này thì đầu tiên á thì em có thể là approve cho cái request này à, em cho phép cái anh nhân viên này anh nghỉ phép vào đúng cái ngày rồi, nhưng mà anh đề anh đề xuất anh yêu cầu hoặc là có thể là em thấy là cái ngày đó đó bây giờ nó nhiều việc quá rồi mình không thể cho phép nghỉ thì mình có thể comment vào đây mình ghi là đổi ngày đó, đổi ngày thì sau đó rồi sau đó mình bấm confirm thì là ngay lập tức thì nó sẽ thông báo cho cái người tạo cái request biết là bây giờ mình phải đổi cái ngày khác đi mình không được nghỉ vào cái ngày này nữa đó. hoặc là em có thể bấm vào reset reset để mà em từ chối không cho phép nghỉ luôn đó. rồi Ở đây thì em sẽ demo là em upload cho cái yêu cầu nghỉ phép này hả các anh chị thì khi mà em approve thì em cũng có thể là comment vào đó. Comment vào là ok tôi cho phép anh nghỉ vậy đó Nhưng mà anh phải đảm bảo là uh, Anh phải hoàn thành trước những cái uh, nhiệm vụ được giao Trước cái ngày mà anh nghỉ phép đó. Rồi thì uh, Ở đây em có thể comment vào Và em bấm là confirm để mà em approve cho cái request đó Thì khi mà em approve cho cái request đó thì trong cái tab mà In reset này nó đã mất đi rồi hả các anh chị Và em có thể vào trong cái phần approve này. Em xem thì cái cái request này nó đã được approve. Cái status của nó cũng đã được cập nhật thành approve. Rồi thì em sẽ quay lại cái màn hình. Cái giao diện của cái người dùng. Để mà mọi người có thể thấy là cái request khi mà nó đã approve thì nó sẽ như thế nào. Dạ rồi. Đây thì như mọi người thấy cái request mà em vừa mới approve. Ở bên cái người manager. Đó, thì ở đây nó cũng đã được. Nó đã được hiển thị là approve rồi. Đó. Và em có thể bấm vào xem này cái status nó hiển thị lên trên cái cái, cái ứng dụng luôn Đó. thì mọi người có thể là theo dõi được cái cái cái, cái request này nó nó cái tiến độ đang đang đi tới đâu thì cái flow này á, do ở đây là bên bên em thiết kế là chỉ cần một người approve còn nếu như đối với trường hợp mà những cái doanh nghiệp bên mình mà cần lập từ nhiều người ví dụ như là cái người Tạo request là người nhân viên đi Thì cái người leader của cái team đó sẽ là cái người approve Sau đó sẽ chuyển qua cái người manager uh, approve nữa Thì cái đó thì có thể là chúng ta sẽ chỉnh sửa trong cái flow Để mà đáp ứng được cái nhu cầu bên mình hả các anh chị à, Dạ rồi thì cái phần uh, trình bày của em tới đây nó cũng đã kết thúc Thì uh, một lần nữa em cũng xin cảm ơn các anh chị uh, Đã dành thời gian tham dự cái buổi uh, workshop ngày hôm nay Thì uh, tiếp theo thì em cũng sẽ xin nhường lời lại cho bạn uh, Minh Phạm bên em À, bạn Minh Phạm sẽ là account Manager giới thiệu tới các anh chị những cái chương trình offer của Novantis tới khách hàng. Dạ em xin em xin hết uh, ạ. À. à Minh ơi. Dạ, em đây ạ. Dạ vâng, em xin chào mọi người ạ. À. Sorry mọi người là hôm nay cái giọng của em nó không có được tốt cho lắm, cho nên nghe nó sẽ hơi khàn khàn. Uh, thì uh, em xin phép xem màn hình uh, MC em xem giúp chị đó nhưng mà nhìn thấy màn hình thì báo chị ha vâng, ok chị minh ạ chị minh ơi đã nhìn thấy rồi đấy ạ uh, yeah. em ừ, nhìn thấy slide đúng không? Vâng, em nhìn thấy rõ rồi đây ạ. Rồi. Right. Dạ vâng, lần à, đầu tiên thì em Minh xin chào toàn thể quý anh chị đã dành thời gian tham gia vào buổi hội thảo ngày hôm nay. À, thì em xin giới thiệu lại một lần nữa, em là Ánh Minh, là Account Manager, chuyên viên kinh doanh của Nomantic tại Việt Nam. Thì ở trên đây thì có thông tin của em Minh về email. Nếu như mà sau buổi hội thảo này quý anh chị còn có thắc mắc hoặc là cần tư vấn thêm hỗ trợ về mặt license, thì có thể liên hệ trực tiếp qua email của em hoặc là để lại thông tin ở trong cái link khảo sát các bạn đã pin ở trong cái chat box rồi anh chị ha. Dạ rồi đến với chuyên đề ngày hôm nay đó là tưng bừng chuyển đổi thổi bừng hiệu suất à, thì uh, chắc chắn là các anh chị ở đây thì mình đã từng nghe và từng biết hoặc là đang sử dụng về sản phẩm của microsoft rồi đúng không ạ thì em mình xin phép là mình sẽ điểm một lại một số thông tin về của hãng microsoft và lý do vì sao mình phải chọn là, là uh, hãng microsoft làm cái đối tác để chuyển đổi uh, trong quá trình mình uh, thực hiện chuyển đổi số của doanh nghiệp thì Microsoft là một tập đoàn công nghệ đa quốc gia, có trụ sở chính đặt tại Redmond, Washington và được thành lập bởi Bill Gates vào ngày 4 tháng 4 năm 1975. Thì tính đến thời điểm hiện tại thì Microsoft đã có mặt và hình thành liên tục trong vòng 48 năm. Thì tính theo doanh thu thì Microsoft hiện tại đang là hãng phần mềm lớn nhất thế giới và nó cũng được xem là một trong những công ty có giá trị lớn nhất trên thế giới. À, thì như anh tiến và anh ninh đã trình bày và chia sẻ thì chúng ta có thể thấy được là các sản phẩm của microsoft mang đến sự hỗ trợ tuyệt vời trong quá trình sử dụng không những giúp tiết kiệm thời gian mà còn nâng cao hiệu suất bằng việc tích hợp các sản phẩm vào trong cùng một gói có nghĩa là anh chị sau khi mình mua một gói mình sẽ được sử dụng rất nhiều các ứng dụng và tính năng ở trên đó À, tiếp theo thì em Minh xin trình bày à, lý do vì sao mình phải lựa chọn Noventic. À, thì hồi nãy là bạn mc cũng đã khái quát qua về thông tin của nobinetics rồi thì nobinetics được hình thành từ năm 1993 và có trụ sở hiện tại là tại london thì à, theo như doanh thu được ghi nhận của sở giao dịch chứng khoán london thì à, đến đến ngày thời điểm là tháng 3 năm 2023 thì tổng doanh thu của nobinetics là 1,6 triệu đô la mỹ có nghĩa là đã tăng 52% so với cùng kỳ năm trước và hiện tại Tổng số nhân sự trên toàn thế giới là 6400 nhân viên. Dạ vâng, từ những ngày đầu thành lập thì uh, Novintic đã uh, định hướng là sẽ cùng gắn bó và trở thành partner của Microsoft với nhiệm vụ là đồng hành cùng các doanh nghiệp trong chặng đường chuyển đổi số. Uh, thì sau hơn 30 năm không ngừng nỗ lực cố gắng và phát triển thì hiện tại Noventis đang là Gold Partner của Microsoft trên nhiều quốc gia trên thế giới và đặc biệt là ở tại thị trường Việt Nam thì hiện tại Noventis đang là Tier One Partner là cấp cao nhất được uh, hỗ trợ quý khách hàng tại thị trường Việt Nam. Uh, thì lý, lý do vì sao mà em Minh nhấn mạnh là Tier One ạ, thì để đạt được cái uh, chứng nhận Tier One này thì uh, Noventis phải đảm bảo được uh, các yêu cầu từ hãng dành cho Partner để nhận được cái chứng nhận này và một lần nữa uh, thì là cũng khẳng định được cái uh, năng lực của công ty trong lĩnh vực công nghệ thông tin và cũng như là hỗ trợ quý anh chị trong thời gian chuyển đổi số trong sắp tới. Um, trên slide thì uh, quý anh chị mình có thể thấy được là 6 lý do vì sao mình nên lựa chọn Noventic làm đối tác để cùng hợp tác trong quá trình chuyển đổi. Tuy nhiên uh, thì em Minh sẽ uh, tóm gọn lại trong ba ý thôi ạ. Thì đầu tiên đó là Noventic với hơn 30 năm kinh nghiệm hoạt động và uh, đã được Microsoft chứng nhận là một trong những Partner Tier 1 hiện nay. Thì chính vì vậy thì tích uh, rất tự tin là sẽ đầy đủ năng lực để giúp doanh nghiệp giải quyết các bài toán liên quan đến uh, vấn đề chuyển đổi uh, công nghệ thông tin uh, như là các giải pháp từ Modern Workplace, Azure uh, hay là Security và Noventus có thể giải được cả những bài toán khó của doanh nghiệp cho nên là các quý anh chị mình đừng có ngần ngại à, hãy là để lại thông tin để có gì là bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho bên mình và lý do thứ hai mình nên lựa chọn Noventus đó là Noventus luôn luôn sẵn sàng để hỗ trợ quý doanh nghiệp và cùng đồng hành xuyên suốt trong quá trình mà mình chuyển đổi kỹ thuật số là với tất cả những cái kiến thức và kinh nghiệm thì tích uh, sẽ giúp là đẩy nhanh cái quá trình chuyển đổi của doanh nghiệp mình và và những cái giải pháp và dịch vụ của gửi đến quý khách hàng đều là dựa trên nhu cầu thực tế của từng khách hàng riêng biệt. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng đó chính là đội ngũ kỹ sư đầy tài năng và đầy kinh nghiệm đã được chứng nhận bởi microsoft thì nhờ đó sẽ mang lại nhiều giá trị hơn cho quá trình chuyển đổi của quý doanh nghiệp và đồng thời là cũng sẽ giảm thiểu rủi ro khi mà mình tiến hành triển khai À, thì nãy giờ là anh tiến và anh ninh đã trình bày cho mình rất nhiều về gói sản phẩm microsoft 365 thì giờ à, em minh cũng xin điểm lại lại một số cái lợi ích khi mà mình chuyển đổi sang gói sản phẩm microsoft 365 ạ à. thì đầu tiên đó chính là à, mình sẽ luôn luôn được cập nhật phiên bản mới nhất của các ứng dụng như là teams Word, excel powerpoint à, giống như là một cái demo hồi nãy của anh tiến ạ à. dạ yeah. tiếp theo đó là à, mình sẽ được cài đặt trên nhiều thiết bị như là PC, Mac, tablet hoặc là phone. Như bình thường thì nếu dụ mà mình sử dụng on-prem thì mình sẽ phải cài đặt license ở trên cái mỗi thiết bị. Thì cứ mỗi thiết bị như vậy sẽ là một license. Tuy nhiên khi mà mình chuyển đổi sang gói sản phẩm Microsoft 365 on Cloud thì là người dùng mình sẽ được đăng nhập trên nhiều thiết bị là sẽ hỗ trợ cho người dùng mình truy cập mọi lúc mọi nơi, làm việc mọi lúc mọi nơi. Cái thứ ba đó là dung lượng lưu trữ cho mỗi user lên đến 1 terabyte thì sẽ giúp giải phóng dung lượng bộ nhớ của thiết bị. Và à, lợi ích thứ tư đó là các tính năng và phiên bản được cập nhật thì chỉ có ở trên gói sản phẩm của Microsoft thôi và sẽ không có được ở những sản phẩm khác. Em mình ví dụ như là sản phẩm mới nhất của Microsoft đó là Copilot thì nó chỉ được cập nhật hiện tại ở trên Microsoft 365. sau khi điểm qua một số thông tin thì sau đây em Minh xin thay mặt Noventic sẽ gửi đến quý anh chị những chương trình đặc biệt dành riêng cho khách hàng khi mua gói sản phẩm Microsoft CSP. Đầu tiên thì chắc chắn quý anh chị mình sẽ quan tâm đến các gói và các giá đúng không ạ? Thì hiện tại đối với gói sản phẩm Microsoft 365 Business như là Basic, Standard và Premium thì đều có chương trình hỗ trợ giá À, như Basic thì hiện tại đang là mức giá là giảm 50% còn 3 đô. Đối với Standard thì mình sẽ giảm 20% chỉ còn 10 đô. Và đối với Premium thì mình sẽ được discount 18% khi mà mình mua theo hình thức là cam kết 1 năm. À, về mức giá thì quý anh chị có thể là Momentix sẽ hỗ trợ thêm uh, những cái mức giá đặc biệt hơn thì uh, chi tiết hoặc là cần hỗ trợ báo giá thì anh chị có thể để lại thông tin trong Feedback form ạ chương trình tiếp theo thì uh, sau khi mà mình mua xong thì chắc chắn tích sẽ đảm bảo cho mình đó là có một cái chương trình đào tạo đặc biệt uh, thì cái chương trình này với mong muốn là uh, đem lại uh, cái giá trị là quý anh chị mình sẽ tận dụng được tất cả tiềm năng của gói sản phẩm mà mình đã mua thì anh chị có thể thấy được là gói sản phẩm Microsoft 365 có rất nhiều ứng dụng tuy nhiên thì khi mua về thì mình sẽ lại không khai thác hết được thì với những cái buổi chương trình đào tạo đặc biệt này thì em Minh mong muốn là quý anh chị mình sẽ khai thác được hết tất cả các gói sản phẩm thì chương trình sẽ bao gồm đó là gửi tài liệu hướng dẫn khi mình mua xong thì bên em sẽ gửi tài liệu hướng dẫn như là của admin và của user và tiếp theo đó là chương trình onboarding định kỳ uh, xuyên suốt trong vòng một năm sử dụng hợp đồng. Và mình sẽ được tham gia vào cái chương trình uh, uh, chương trình các cái workshop một một theo tiêu chuẩn của Microsoft. Và những cái workshop đó như là uh, về bảo mật, về uh, Power Automate. Dạ vâng, chương trình thứ ba của ngày hôm nay cũng rất hấp dẫn đó là mình sẽ được triển khai về cổng thông tin nội bộ Modern Internet là cái chương trình mà là cái cái được cái sản phẩm này sẽ là Microsoft Viva thì hồi nãy là anh Ninh đã có trình bày và đó có demo về cho quý anh chị mình đã được xem rồi thì đối với cái chương trình này thì quý khi quý anh chị mình mua từ trang bị từ 300 license trở lên thì phía bên mình sẽ hỗ trợ cài đặt free cho mình về cái phần là cổng thông tin nội bộ và cái chương trình cuối cùng là sau khi mình mua sản phẩm xong thì chắc hẳn là quý anh chị mình sẽ quan tâm đến về là hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng. Tại vì khi mà mình chuyển đổi sang một cái sản phẩm mới thì sẽ có một số cái uh, uh, trúc chắc ngay thử, lúc ban đầu. Thì uh, trong quá trình uh, Sử dụng thì bên em cam kết sẽ hỗ trợ cho mình là à, đầu tiên đó là hỗ trợ tại xuống ứng dụng hoặc là hỗ trợ kiểm tra giấy phép, hỗ trợ kiểm tra DNS và hỗ trợ theo từng yêu cầu riêng biệt qua hai kênh support đó là email và fresh service thì có nghĩa là quý anh chị mình có thể raise ở bên kênh nào cũng được và em mình sẽ à, bên mình sẽ có nhân viên bộ phận hỗ trợ riêng biệt à, theo SLA đã cam kết và uh, sau khi mua hàng thì mình sẽ cung cấp cho quý anh chị một cái portal mua sắm trực tuyến được gọi là Active Platform. Thì mình sẽ chỉ cần lên trên portal đó và uh, thao tác click click vài chuột thôi là mình sẽ có được một cái license ngay lập tức trong vòng khoảng 30 phút. Có nghĩa là sẽ hỗ trợ anh chị rất là nhanh trong quá trình mua sắm. Thay vì là mình phải đợi 1 đến 2 ngày theo như bình thường thì sẽ chỉ cần là uh, mình mua trực tiếp trên đó luôn. Dạ vâng, thì... Uh tất cả những chương trình mà em Minh vừa nêu trên thì là cũng muốn là uh, quý doanh nghiệp sẽ có thể tận dụng được tối đa các lợi ích mà sản phẩm cloud của Microsoft mang lại. thì hiện tại doanh không chỉ đơn thuần là một uh, đơn vị cung cấp license mà còn mang đến giá trị bằng các giải pháp công nghệ thông tin và luôn luôn sẵn sàng đồng hành cùng quý doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số. Uh, thì trên màn hình có thông tin contact của em Minh. ví dụ trong trường hợp mà anh chị uh, còn uh, cần chi tiết thêm về các chương trình hoặc là về các uh, gói sản phẩm thì có thể liên hệ. Dạ vâng, một lần nữa thì em Minh xin cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian lắng nghe em Minh trình bày và chúc quý anh chị thật nhiều sức khỏe và thành công ạ. À. Dạ vâng, em xin hết ạ. À. Vâng em cảm ơn chị Minh Phạm với phần chia sẻ vừa rồi ạ. Và thưa anh chị, là vậy là chúng ta đã đi qua được hết những cái phần nội dung chính của hội thảo ngày hôm nay và với những thông tin và giải pháp vừa được chia sẻ thì chắc hẳn là anh chị cũng có những cái băn khoăn và những câu hỏi muốn được thảo luận cùng với các chuyên gia của Novantic và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần hỏi đáp cùng các diễn giả và anh chị nếu có thêm bất kỳ câu hỏi nào thì anh chị vui lòng comment và để lại trong phần box chat để ban tổ chức có thể tổng hợp và giải đáp cho anh chị ạ. Hiện nay thì em đã thấy có nhiều câu hỏi rồi thì em xin phép được đọc các câu hỏi để cho các diễn giả sẽ giải đáp dần nhé. Câu hỏi đầu tiên ạ. Khi lấy xe làm file server, vấn đề tôi quan tâm là dung lượng. Khi muốn mua thêm dung lượng thì giá cả sẽ như thế nào? Và ước lượng ngân sách khoảng bao nhiêu cho một t ạ? Câu hỏi này thì cũng đã được giải đáp ở trong phần box chat nhưng mà em xin phép đọc lại để các diễn giả có thể giải đáp lại một lần cho các anh chị mình cùng được nghe. À, dạ, rồi cảm ơn uh, MC. Thì uh, em xin phép được uh, giải đáp cái thắc mắc của uh, của anh uh, Nguyễn Tấn Vũ đúng không ạ? Dạ, rồi em uh, cảm ơn anh Vũ. Thì uh, câu hỏi này em thấy nó cũng khá là là hay, tại vì uh, cái này thì cũng nhiều người cũng hỏi em, cũng nhiều đơn vị hỏi em khi muốn triển khai cái xe bôi làm cái face server này rồi. <laughs> dạ. Rồi thì đối với cái cái SharePoint này á, thì uh, một tổ chức khi mà chúng ta đăng ký một cái subscription với Microsoft, một cái subscription ba với Microsoft á, thì mặc định chúng ta sẽ có được một terabyte cho cái phần dung lượng lưu trữ SharePoint này. Đó, tuy nhiên á, thì nếu như một terabyte này nó chưa đáp ứng được cái uh, phần capacity của mình, đó, thì uh, với những cái lesson shop 365 mà mình mua thì mình sẽ được cộng thêm là 10GB vào trong cái phần 1TB này nữa em lấy ví dụ như là mình mua uh, 100 license đi thì mình sẽ có là 1TB mặc định cộng thêm là 10 nhân cho 100 nữa là mình có được 2TB đó thì uh, ngoài ra nếu như mà mình uh, muốn sử dụng cái dung lượng nó tăng lên thôi nhưng mà mình không muốn mua thêm cái license 365 bởi vì trong trong doanh nghiệp mình có 100 user thôi thì mình mua đúng trăm cái license này sắp năm thôi thì cái xe bôi này nó có bán cái dung lượng riêng nó gọi là cái extra storage cho xe bôi thì cái giá của cái extra storage cho xe bôi này á thì để biết thêm chi tiết thì các anh chị có thể là liên hệ với bạn minh bên em để mà bạn minh có những cái báo giá chi tiết tới các anh chị về cái phần dung lượng lưu trữ mà mua thêm này đó thì đó là những cái điều mà em muốn chia sẻ với các anh chị về cái phần dung lượng lưu trữ ở trên cái xe này khi mà chúng ta sử dụng nó làm cái file server vâng em cảm ơn anh tiến ạ à, câu hỏi thứ hai ạ câu hỏi thứ hai là office 365 mail có hoạt động được theo mô hình hybrid không và cho phép lưu trữ dữ liệu mailbox tại các server local. Em xin mời các chuyên gia giải đáp tiếp câu hỏi thứ hai. Dạ yeah, rồi thì uh, cái câu hỏi này nó cũng em cũng gặp rất là nhiều người hỏi rồi. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi thì um, thì cái uh, cái file cái mail server cái Microsoft 365 mà anh nói thì chắc ở đây em nghĩ là anh quan tâm tới cái dịch vụ Exchange Online, cái dịch vụ email của Microsoft đúng không ạ? À? thì cái dịch vụ Exchange Online này nè, mình có thể cấu hình nó chạy hybrid với lại cái dịch vụ Exchange server ở dưới local của mình. Có nghĩa là mình sẽ có đồng thời hai cái hệ thống email, một cái ở trên cloud của Microsoft và một cái ở dưới on-prem của Exchange server cũng của Microsoft luôn. Đó, mình có thể cấu hình cái dịch vụ này nó chạy hybrid với nhau. Thì cái domain của email thì nó sẽ là như nhau. Thì khi đó thì chúng ta sẽ có hai cái nền tảng, một cái nền tảng trên cloud và một cái nền tảng ở dưới local Dạ rồi thì thì em xin hết à. ạ Dạ vâng ạ Em cảm ơn anh à, Em thấy có rất nhiều câu hỏi mới Em xin đọc tiếp những câu hỏi à. mọi người vừa gửi tới ạ Chị Linh Hà có hỏi là Công ty có nhiều chi nhánh khác nhau Cách tổ chức Teams để cho các chi nhánh khác nhau không thấy thông tin của nhau có được không ạ Ok, phần này chắc sẽ nhờ Ninh ha. Ninh sẽ giải đáp giúp uh, chị Linh về cái phần uh, Microsoft Team. Dạ vâng. Dạ. Uh, ở đây thì em thấy câu hỏi của chị Linh đang là chị uh, đang muốn uh, tự các uh, chi nhánh khác nhau thì đều có một team riêng đúng không ạ? dạ vâng thì như lúc em đã trình bày ấy, thì cái team ấy sẽ được xây dựng uh, theo cái sơ đồ cơ cấu tổ chức ấy. thì lúc nãy em có đề mô cho mọi người là về theo cơ cấu phòng ban ấy, thì với cái câu hỏi của chị ấy, thì em nghĩ là mình hoàn toàn có thể làm được nhá. tức là mình có thể xét cho mỗi một chi nhánh đấy một team riêng được luôn ạ và trong mỗi một team uh, đó thì chỉ có thành viên của từng chi nhánh thôi và những thành viên của các chi nhánh khác ấy, nếu mà mình không ép thêm vào ấy, thì họ hoàn toàn họ không thể thấy được cái dữ liệu của chị tránh khác ạ Dạ vâng Thì đấy là cái phản hồi của em Về cái câu hỏi của chị Linh ạ Thì chắc là em đọc tiếp câu hỏi tiếp theo ạ. Vâng em cảm ơn anh Ninh ạ Câu hỏi tiếp theo Của anh Võ Ngọc Tân uh, Cho mình hỏi Nếu chỉ cần yêu cầu triển khai Power App up cho phép Chấn công, tính lương hay quản lý tài sản Thì Novantix có gói sản phẩm đó không ạ dạ rồi thì em xin giải đáp cái câu hỏi của anh uh, Võ Ngọc Tân thì uh, thì hiện tại bên NovinTech bên em uh, có cung cấp cái dịch vụ để mà hỗ trợ khách hàng xây dựng được những cái uh, ứng dụng dựa trên cái nền tảng Power Platform uh, thông qua cái Power App để mà triển khai những cái uh, quy trình của mình lên đó chẳng hạn như là những cái quy trình mà anh nói đó những cái quy trình chấm công tính lương hay là quản lý tài sản thì NovinTech bên em có cung cấp cái dịch vụ để mà uh, triển khai những cái ứng dụng này cho bên đối tác, khách hàng của bên em. Dạ. thì nếu như mà anh có nhu cầu về việc triển khai những cái cái quy trình này lên trên cái Power App thì anh cũng có thể là liên hệ với bên em để mà bên em có thể là tư vấn mình thêm về những cái tính năng hay là những cái yêu cầu về sản phẩm nó sẽ là như thế nào. Thì bên em cũng có kinh nghiệm để mà triển khai rất là nhiều những cái ứng dụng như thế này. Đó, thì uh, bên em cũng sẽ đồng hành cùng với các anh chị thì không chỉ trong cái việc là triển khai không cái ứng dụng không mà kể cả, cả cái việc là uh, tìm kiếm giải pháp rồi lên một cái kế hoạch cụ thể nó sẽ là như thế nào thì bên em cũng sẽ có những cái đội ngũ đến mà hỗ trợ lên đến mình. Dạ em xin hết. Em xin hết ạ. Dạ vâng ạ, câu hỏi tiếp theo của anh hoặc chị Trần Hoàng Hà, như anh nói là hai nền tảng exchange On-premise và Office 365 chạy song song như vậy người dùng sẽ có hai mailbox riêng biệt đúng không ạ? À, dạ rồi thì à, thì trong cái trường hợp nếu như mà mình cấu hình cái dịch vụ hybrid rồi á thì một user trong cái hệ thống của chúng ta họ chỉ có được một cái mailbox thôi và chúng ta sẽ phải chọn lựa là cái mailbox đó nó được nằm ở trên cloud hay là nó được nằm ở dưới on-prem chứ chúng ta không thể nào tạo ra hai cái mailbox cho cái user đó được. Em lấy ví dụ như cái user đó, mình tạo uh, user và mình uh, uh, tạo một cái mailbox của user đó ở dưới on ram thì mình không thể nào tạo cái mailbox trên một cái user đó ở trên Cloud được nữa. Vì khi đó thì nó sẽ báo là cái mailbox này đã được tạo ở dưới on ram rồi. Đó. Còn nếu như mà mình uh, muốn di chuyển cái dữ liệu của mailbox đó từ ở dưới on ram lên Cloud thì mình có thể hoàn toàn thực hiện được cái việc đó và bên em cũng có cung cấp những cái dịch vụ để mà triển khai cái hybrid này để mà di chuyển những cái uh, mailbox giữa hai cái nền tảng và tụi em cũng có những cái buổi uh, hướng dẫn để mà mình có thể sử dụng được cái cái uh, hybrid này cho nó thật là hiệu quả. Dạ vâng ạ. Hôm nay có rất là nhiều các câu hỏi ạ, em xin phép được đọc tiếp ạ. Bên mình đang xài Microsoft 365 gói F3, m 1 E3. Gói F3 OneDrive chỉ có 2 g gói m 1 và E3 thì nhiều hơn. Vậy mình có cách nào chia sẻ OneDrive từ m 1 E3 qua cho F3 được không? À... Thì thật ra thì cái dung lượng á, thì nó đã fit cho tất cho coi user rồi. Ví dụ như cái user của anh, anh mua cái gói F3 thì cái wendrai nó chỉ có như đó thì mình không thể nào mà mình xe cái dung lượng của những cái lây cao hơn sang cho những cái lây thấp hơn được đó ờ, mà ở đây thì theo em thấy hình như là cái f 3 anh nói hai ghi ở đây là hai ghi về mailbox của người dùng đó. nó sẽ là hai ghi thì cái mailbox cái dung lượng này nó nó sẽ là cố định theo cái gối mà mình đã mua và mình sai cái, cái lây sành đó cho người dùng mình không thể nào mà mình xe cái cái dung lượng của cái gói khác cho cái người dùng có cái gói F3 đi được hết ạ. À. Dạ em xin hết ạ. À. Dạ vâng ạ. Câu hỏi tiếp theo từ anh Hoàng Anh Trung ạ. Microsoft có giải pháp gì với OT IOT không ạ? Ngoài Microsoft Defender. Dạ rồi thì. À, anh cho em hỏi là mình đang muốn cài một cái phần mềm antivirus lên trên một cái thiết bị iot của mình đúng không ạ à? thì thì cái defender này nè nó được hỗ trợ cài trên những cái hệ điều hành chẳng hạn như là windows hay là mac os hoặc là linux hay là những cái hệ điều hành mobile chẳng hạn như là ios hoặc là android đều được thì nếu như cái thiết bị IoT của mình á mà nó hỗ trợ nó cài đặt những cái hệ điều hành đó, đó thì mình có thể sử dụng cái Defender này để mà mình cài đặt lên đó mình làm một cái phần mềm Endpoint Security cho cái thiết bị đó đều được ạ. Dạ ạ, câu hỏi tiếp theo là từ anh Hải Nguyễn Trường, cho à, mình hỏi thay vì mời họp trên Teams phải tìm kiếm từng user để add vô thì mình có thể mời họp trên Outlook có danh sách mail copy và paste mời họp cho nhanh hơn được không ạ thưa ban tổ chức. Okay, phần này thì chắc uh, sẽ nhờ bạn Ninh uh, bạn Ninh Hải hỗ trợ giải đáp cho anh uh, anh anh Hải phần này. Dạ vâng, ok anh em đang hiểu câu của hỏi của anh ý là mình có cách nào để để mời họp cho mọi người nhanh thì ở trên im uh, thì có một cái uh, khi mà anh tạo xong một cái cuộc họp vậy thì nó sẽ có một cái mình sẽ gọi là ID cuộc họp và cái passcode ấy. thì ở sau khi anh tạo xong cuộc họp ấy, thì anh vào cái phần gọi là cái phần mình edit lại cuộc họp vậy thì mình sẽ có thể copy được cái ID và cái passcode của cuộc họp thì anh có thể hoàn toàn là gửi cái ID và cái passcode đấy cho À, những người khác thì họ có thể tự động họ join vào cuộc họp luôn ấy. thì thay vì đấy mình sẽ không phải ép tay từng người với từng email nữa. Dạ vâng, em uh, xin hết ạ. Thì chắc là nhờ em xin đọc tiếp câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ vâng ạ, hôm nay có rất là nhiều câu hỏi ạ, các diễn giả sẽ rất là bận. Em xin đọc câu hỏi tiếp theo, chị Linh Hà thì có rất nhiều câu hỏi ạ. Câu hỏi tiếp theo của chị Linh Hà là mình có thể phân quyền truy cập cho một người chỉ có thể truy cập vào một channel. À, trong chế độ standard duy nhất trong Teams không vì hiện tại khi mình thêm một thành viên vào group team thì họ sẽ thấy được tất cả các channel ở chế độ standard trong team đó và channel private thì chỉ có thể tạo tối đa 30 30, 30 chắc là user đúng không ạ? Em mời các anh giải đáp tiếp ạ. Ừ, cảm ơn MC thì câu về câu hỏi này thì em xin phép được phản hồi chị thì ở, ở, trước đây thì cái team ấy một team thì mình chỉ có hai loại channel đó là standard và private channel thôi thì để thêm được user vào các cái channel này ý, thì bắt buộc cái người cái người dùng ấy họ phải được thêm là thành viên của cái team thì ở đây ý, cái câu hỏi của chị là muốn muốn một người có thể truy cập vào một channel duy nhất trong team thì ở trên team thì bây giờ đã có thêm một cái option khác trên channel ấy đó là gọi là share channel thì mình không nhất định mình mình phải add user đó vào cả cái team mà mình chỉ cần mình uh, share cho cái channel đó cho user thôi đó, thì mình có thể sử dụng cái option đó là share channel để giải quyết cái bài toán của chị à, mời mc đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Vâng ạ, câu hỏi tiếp theo vẫn của chị Linh Hà ạ. Có thể cấu hình tự động delete Teams khi phát hiện Teams đó không hoạt động trong thời gian dài không ạ? Dạ cái này có thể mình có thể sử dụng cái phần đó là cái retention policy thì có thể làm được điều này ạ. Dạ vâng ạ. Và có thể sao chép lịch sử chat và tài liệu từ channel cũ sang channel mới được không ạ? dạ, mình có thể mình có thể sao chép được cái về cái phần tài liệu ấy bằng cách là mình sử dụng cái tính năng copy hoặc là múc của cái SharePoint ấy, tại vì uh, mỗi một channel này thì sẽ có một team một channel thì sẽ có một cái SharePoint size thì mình có thể sử dụng cái option đấy còn cái phần uh, lịch sử chat thì mình hiện tại là em thấy chưa chưa sao chép được cái phần tài liệu thì ok ạ Dạ, câu hỏi tiếp theo là tài liệu được chia sẻ trong Teams khi nào lưu trên OneDrive và khi nào thì sẽ lưu trên SharePoint ạ? Dạ, tài liệu được chia sẻ ở trên team ấy thì ở khi mà chúng ta gửi những cái tập tin trong cái phần team chat ấy thì nó sẽ lưu ở trên OneDrive cá nhân của người gửi tức là ai gửi tập tin nào thì sẽ lưu trên OneDrive cá nhân của người đó. Còn các cái tập tin mà chúng ta tạo các cái team channel và chúng ta up lên ấy thì cái tài liệu đấy nó sẽ được lưu ở trên SharePoint online tại vì mỗi một team ấy thì sẽ tương ứng có một cái SharePoint site ở trên SharePoint online được tạo ra. dạ vâng ạ và câu hỏi cuối là microsoft teams có thể quay số để tham gia cuộc họp khi có mạng internet không và cần có thêm giấy phép nào ạ dạ rồi thì uh, ra thì cái câu hỏi này của các anh chị thì em em cũng không có hiểu rõ cái uh, ý mình muốn hỏi như thế nào tuy nhiên uh, thì đối với microsoft team uh, thì uh, mình chỉ cần có cái mạng internet thôi thì không cần biết là mình kết nối vào cái mạng nào hay là mình sử dụng cách nào để mà mình kết nối internet chỉ cần yêu cầu là mình có được cái mạng internet và cái tốc độ của nó đủ, đủ cao để mà mình có thể truy uh, cập vào trong một cái cuộc họp đó, thì mình đều có thể tham gia được những cái meeting và mình có thể là share màn hình hay là gọi video call đều được hết ạ. Dạ vâng ạ, vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng của à, chị Linh dạ. Hà à, rồi. Okay. Thật... em thấy chị có nốt lại là khi không có mạng internet hay không. À, dạ rồi thì như em chia sẻ đó chị thì không có mạng Internet thì cái thiết bị của mình nó không có kết nối được. Thì khi đó thì chúng ta cũng sẽ không có uh, tham gia được vào những cái cuộc meeting online được. Thì vì cái cuộc meeting online thì cơ bản nó đều dựa vào cái mạng Internet để mà nó hoạt động. Dạ rồi em xin hết ạ. À. Vâng em cảm ơn anh Lâm Tiến và anh Ninh Hà ạ và thưa anh chị vừa rồi thì cũng là câu hỏi cuối cùng trong phần hỏi đáp của hội thảo ạ các anh chị nếu mà chưa kịp nghĩ ra câu hỏi cho mình thì anh chị vẫn có thể tham khảo những câu hỏi và câu trả lời từ diễn giả vừa xong và anh chị có thể gửi lại câu hỏi cho chương trình thông qua link form khảo sát hoặc là qua mã QR mà chúng em đã để ở trên màn hình và ban tổ chức sẽ tiếp tục thu thập những ý kiến và câu hỏi của anh chị và ban tổ chức sẽ giải đáp qua email cho các anh chị ạ và sau những phần chia sẻ hữu ích từ các diễn giả của chương trình thì uh, như là em đã đề cập ở phần đầu, ban tổ chức sẽ xin được dành tặng anh chị một trò chơi may mắn mang đến cơ hội chúng những phần quà hấp dẫn. Và bây giờ thì mời anh chị cùng đến với phần Lucky Draw ạ. Cho em hỏi là anh chị đã điền feedback form chưa ạ? Ban tổ chức đã gửi lại link feedback form ở trong phần box chat cũng như là có mã QR code ở đây để anh chị có thể quét mã QR thì anh chị sẽ nhìn thấy feedback form đó ạ. Nếu mà anh chị đã điền rồi thì chắc là em lại xin anh chị nhắn vào trong box chat và nhấn dơ tay và thả tim cho em được không ạ? Để em biết là mọi người đã đăng rồi ạ. Và trong lúc mà chúng ta chờ tin kỹ thuật set up phần game hôm nay thì em sẽ xin phép được phổ biến lại thể lệ tham dự của trò chơi như sau ạ. Đầu tiên là thông tin quay số may mắn thì sẽ là tên và đơn vị công tác của anh chị. Ngoài ra thì sẽ có số thứ tự của feedback form của anh chị để ban tổ chức có thể xác nhận được và link feedback form thì đã được đính kèm trong box chat hoặc anh chị có thể quét mã QR như trên màn hình để điền form. Bây giờ thì em sẽ xin dành khoảng 5 phút để anh chị có thể hoàn thành form này. Anh chị cũng lưu ý thêm là chúng ta sẽ điền thông tin email doanh nghiệp của mình nhé để có thể đủ điều kiện để tham gia phần game này ạ. Và form thì sẽ đóng trong vòng 5 phút nữa. Anh chị vui lòng nhanh tay hoàn thành form feedback bằng cách truy cập đường link trong box chat ạ. Trong phần game này thì chúng ta sẽ có 3 lượt quay ạ Mỗi lượt quay sẽ là một phần quà đến từ ban tổ chức Và anh chị lưu ý, ý là sau mỗi lượt quay thì màn hình sẽ hiển thị thông tin là tên, đơn vị công tác, số thứ tự, feedback form để người giải thưởng Và anh chị mà có thông tin trùng khớp thì vui lòng xác nhận vào bóc chat giúp ban tổ chức ạ và chỉ những anh chị mà vẫn còn đang tham dự trong hội thảo thì mới có đủ điều kiện để nhận giải thưởng của chương trình còn trường hợp nếu anh chị có thông tin trúng hiểu trùng khớp nhưng không còn ở lại trong webinar và ban tổ chức không nhận được xác nhận tại bóc chat thì em sẽ xin phép được chuyển phần thưởng đó cho đợt quay tiếp theo ạ Chiến Trần Linh Fox Logistics đã nhận được một phần quà là bộ chia hấp Ugreen Green USB 3.04 0 cổng ạ. A dream, a dream, a dream. Em có thấy anh Chiến đã xác nhận ở trong box chat rồi đúng không ạ? Cảm ơn anh Chiến với phần uh, quà đầu tiên ạ. Cảm ơn người may mắn đầu tiên ạ. Sau đây chúng ta sẽ đến với lượt quay tiếp theo ạ. Lượt quay tiếp theo sẽ là lượt quà, lượt quay trong phần quà từ chính sách công phần quà này ạ, các bạn em nhờ tinh kỹ thuật cho nhỏ nhắn hơn một chút nữa được không ạ? Em nhắc lại là lực quay tiếp theo sẽ là lượt quay cho phần quà túi phấn sắc son các ạ

về phần quà thứ hai là anh Nguyễn Trường Sơn công ty cổ phần đầu tư thương mại Thái Bình. Mai anh Sơn vẫn còn trong hội thảo thì mời anh Sơn sẽ xác nhận lại trong bóc chat ạ. Em xin đọc lại một lần nữa là lượt quay thứ hai cho phần quà từ chấm sốc công tốc. Đã dành cho anh Nguyễn Trường Sơn. Anh Trường Sơn có nghe thấy không ạ? Chắc là em sẽ xin đọc tên anh Trường Sơn 3 lần và nếu mà không thấy anh xác nhận thì em sẽ xin được chuyển lượt quay này cho một người may mắn khác ạ. Anh Nguyễn Trường Sơn, công ty cổ phần đầu tư thương mại Thái Bình. Vâng, có vẻ là anh Sơn là đã lip rồi ạ. Chắc là em sẽ nhờ team kỹ thuật quay lại phần quà này đi ạ. Phần quà túi chống sốc tôm tóc ạ. Chúng ta sẽ có 3 phần quà anh chị ạ. Bây giờ chúng ta đang ở phần quà thứ hai ạ. Em xin nhắc lại ba phần quà là bộ chia hub Ugreen USB 3.0 4 cổng, Phần quà thứ hai là túi chống sốc tông tấp và phần quà thứ ba là một loa bluetooth Sony Extra Bass. Em sẽ xin nhường lại lượt quay cho phần quà thứ hai này cho một người may mắn khác ạ. Mời ban tổ chức cho em quay lại đi ạ. Dạ rồi ạ. Em xin chúc mừng uh, anh Võ Hoàng Quốc Dũng, công ty cổ phần đầu tư phát triển Sài Gòn Co-op ạ. Em mời anh Võ Hoàng Quốc Dũng sẽ xác nhận vào trong bóc chat ạ. Vâng, em có thấy anh Dũng, anh Dũng đã xác nhận vào đây rồi. Chúc mừng anh đã nhận được một phần quà là túi chống sốc tôm tốc ạ. Dạ vâng, em cảm ơn anh Dũng ạ. Em xin bắt đầu với lượt quay thứ ba luôn để không làm mất thời gian của anh chị nữa. Lượt quay cuối cùng sẽ là lượt quay cho phần quà một loa Bluetooth Sony Extra Bass ạ. lần này em sẽ đếm ngược đi ạ. Đây là lượt quay cuối cùng rồi, hy vọng là sẽ có người may mắn vẫn còn ở trong hội thảo ạ để nhận được phần quà này ạ. 5 4 3 2 1 Dạ Em xin chúc mừng anh hoặc chị Hà Xuân Lành ạ, thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghệ thông tin Hoàng Anh ạ. Nếu mà anh chị có còn ở trong hội thảo thì anh chị vui lòng xác nhận trong bóc chat giúp em ạ. Anh hoặc chị Hà Xuân Lành, công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công ty công nghệ thông tin Hoàng Anh ạ. Anh chị đã nhận được phần quà là một loa Bluetooth Sony Extra Bass. Em sẽ đọc tên 3 lần nhé. Anh hoặc chị Hà Xuân Lành có vẻ là không có rồi hôm nay chắc là uh, có cơ hội cho nhiều người ạ em sẽ biết được quay tiếp luôn phần quà này ạ một phần quà cũng rất là hấp dẫn đúng không ạ một loa bluetooth sony extra bass mời tin quay lại nhé dạ à, vâng ạ con số may mắn tiếp theo là số 19 chín ạ anh nguyễn anh đức thuộc công ty napas Em xin nhắc lại là anh Nguyễn Anh Đức thuộc công ty Napas đã nhận được một phần quà là một loa Bluetooth Sony Extra Bass. ạ. Có vẻ là vẫn không có anh Đức ở đây rồi. À, Chà em sẽ đẩy nhanh tiến độ, mình sẽ quay tiếp luôn đi ạ. Ai sẽ là người may mắn cuối cùng đấy ạ? À có tôi có tôi công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ mạng FL à, em lại thấy uh, có một người xác nhận nhưng mà phần <laughs> cái lượt quay đã tiếp tục là chị Diệp Nguyễn Phương công ty xi măng Công Thanh vâng thì em xin chúc mừng chị Diệp ạ hôm nay lượt quay cũng rất là gay cấn đúng không ạ <laughs> rất nhiều lượt quay thì mới tìm ra được người trúng thưởng vậy là chúng ta đã tìm được ra ba người may mắn của buổi sáng ngày hôm nay ạ em xin chúc mừng ba anh chị anh chị đã là người chiến thắng những giải thưởng của chương trình và hy vọng là món quà nhỏ vừa rồi của ban tổ chức thì sẽ có ích cho anh chị trong công việc cũng như là trong đời sống hàng ngày ạ và các anh chị đã trúng thưởng thì vui lòng gửi lại xác nhận qua địa chỉ email của noventic là news com để ban tổ chức có thể hướng dẫn chi tiết và gửi tới anh chị những phần quà của ngày hôm nay nhé và thưa anh chị, vậy là hôm nay hội thảo trực tuyến tinh gọn chuyển đổi thổi bùng hiệu suất đã kết thúc tốt đẹp ạ. Và thay mặt ban tổ chức chương trình thì em cũng xin được cảm ơn các diễn giả đã tham gia chương trình. Đặc biệt là rất cảm ơn các khách mời tham dự đã dành thời gian quý báu của mình để ở lại cùng chương trình cho đến giờ này. Và chúng ta đã cùng tạo nên một bầu không khí rất là tuyệt vời cho sự kiện ngày hôm nay ạ. Kính chúc anh chị thật là nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Em xin nha, kính chào tạm biệt anh chị và hẹn gặp lại anh chị trong những hội thảo trực tuyến tiếp theo của Noventic ạ.